Trời, 7 phút. Chào anh Minh Toàn. Đi lấy bao anh ơi, Em đi đi lấy một em đi phần lấy mấy cái thùng giấy gì lên gói hàng. Mới gì có tới nhà. thùng Thùng xốp á. Ai đang xem live cho em xin một lượt chia sẻ, em cảm ơn ạ. Mới gì về tới nhà luôn, bao nhiêu live. Chào anh Trần Tấn. Chào tất cả mọi người nhé. Shop có cưa. Cưa nàng mini là sao ta? Cưa nàng mini. Cưa bàn mini nè. Ai đang xem live cho em xin một lượt chia sẻ, em cảm ơn ạ. Cưa bàn á, cưa bàn mini. Đó, cái cưa nó xẻo rồi trời. Cưa bàn mini. Cưa bàn mini. Mở hàng cho cây phan pin nè, cho đục nhé, cho phan đục nhé, mở hàng cây phan bà phan pin đi. Ở đây đầu like lên con này nè, một nồi dây. Cảm ơn Minh Toàn lần nữa nha. Em chào anh quay lớp vô quay à. Một nồi dây nha. Có súng nào không? Súng mua lông hơi ha anh Hùng lớp. Gửi rồi nha anh, qua lớp chưa qua em gửi nguyên rồi tai ạ. Chi nha, hoạt động bình thường nha, nguyên một đầu dây luôn nha. Con này đầu lai em bán cho 390 nha. Cái này nó khoan chuyên bắn cái gì đó, cái vít này nhặn vô nó mới xây nha. Hai chiều hiệu Hitachi 390, đầu lai em lên cái này 390 nha. Hai chốt chốt mã trắng 39. Cái dây, dây thôi đủ tiền rồi nha. Thời dây cỡ đó trời. 390 nha, mã trắng 39. Mã trắng 39 nha. Mã trắng 39 nè, 390k mã trắng 39. Mua con đó thời dây cũng đủ lời sợi dây à. Chín nha. Khoan hai chiều luôn nha. Khoan đục bê tông đi. Con này cái con nó sạc nha, là không biết cục này phải của nó không nha, mà em thấy nó chung bộ cái này nha. Con này hiệu cái gì OZT gì nè. Con này cái dạng là nó bấm đây nè mấy anh, bấm để lên đèn nè. Mấy các bàn sắt ở trên trời bằng giá sao. Dạ chút xíu em lên nghe anh Vũ thấu. Đây đi xem đây chấm chấm bàn cho em à. Con này làm như nó bơm bánh xe á, bơm bánh xe. Ở đây có quay cái ngược anh sao đi cho khách coi. Nè, đây bấm cái gì lên là chỉnh áp hay gì em không biết nha. Con này em bán là 600 nha. 600 nha. Ai lên lên mã lạ 600 nha, hoạt động bình thường. Đồ bấm hơi 600k nha, ai lên lên mã lạ 600 nha. Đó, không biết cục này phải, không biết của nó không nha, mà em thấy nó ghim vô cũng đúng nè. Em thấy nó ghim vô sạc cũng đúng á. Đó. Ghim vô hợp lý nha. Máy thổi bụi bằng pin không xốp 18V. 600k nha. Lên mã lạ 600. Đã nhận anh hàng của shop. Dạ cảm ơn Hà Ngô ạ. Dạ thì hàng em thì like lên sau là bán vậy đó anh.
Chào em Cương. Em Cương không ngủ. Sao con mới của em chưa nhận được anh? Dạ anh Đại Bùi ơi, anh cứ để ngày mai em kiểm tra đơn hàng cho mình nha anh Đại Bùi. Con này 24V nha, khoan bê tông nha, hoạt động bình thường nha, bắn pin là mù nha. Mà em máy vô đâu thấy nó chạy nè. Pin mù nha, con này là tuy nó chạy chứ em không bao pin nha, pin là em mù nha, máy hoạt động bình thường nha. Con này 24V nha, con này là 700k nha, 700k nha, lên mã ok 700 nha, 24V hiệu nay xì nầu khoan bê tông, 700k nha, lên mã ok 700 nha, mã ok 700 nha. Con chạy gì? Có máy thổi bụi bằng pin 18V không? Anh Toàn hỏi cái đó mấy chức năng? Hai chức năng nha anh Toàn. Đây một bên cái nút bật ở đây nè. Có sạc không mấy pin? Dạ một pin nha, một máy một pin nha. Chị nào có sạc là em lên bộ nha. Còn cái này nó vậy là em lên vậy nha. Nó chỉ có một máy một pin thôi nghe anh Toàn, không có sạc. Pin là mù nha, tại có máy khoan bê tông. Coi cùng pin shop, coi cùng pin shop này. Máy thổi bụi, máy khoan bê tông, máy khoan bê tông pin có không? Máy khoan bê tông pin có không? Có khoan bê tông pin đó. Khoan bê tông pin nghe cái này là khoan bê tông pin nè anh. Máy thổi bụi, máy thổi bụi 18V pin đó. Máy khoan pin. Dạ đợi chút xíu nha. Có sạc không? Cái con này không có sạc á. Một máy và một pin nè nghe. Con này hoạt động bình thường à. Đấy em kia em tìm mới có sạc. Coi cái này khoan hai chiều nha, mà có coi cục pin không, có chỉnh tốc nha, khoan hai chiều nè, hai chức năng nha, khoan thường và khoan búa nha. Máy đang cầm đó. Con này là 350 nha, 350 nha, ai lên mở khoan 35 nha. Con này hiệu Makita. Con này hiệu Makita nha. Bữa hổm cục pin này để chỗ cái đít bàn này, cái có dẹp không? Dạ đây cục pin đi nha anh. 350 nha, ai lên mở khoan 35 nha. Mở khoan 35 nha, khoan 2 chiều, 2 chức năng nha. Có núm chỉnh điều tốc luôn nha. Mở khoan 35 em chốt cho anh Quang Hưng ạ. Anh Quang Hưng để lên số điện thoại giúp em nghe anh Quang Hưng. Toàn bộ hàng điện. Em chưa ghi bài nữa. Dạ toàn bộ điện bên em là xài điện 100-110 nha anh Vũ Thống. Anh Quang Hưng đợi vui lòng để số điện thoại giúp shop ạ. Cảm ơn anh Quang Hưng.
cho em khoan bạc. Đợi chút xíu em lên khoan đó nha mọi người. Bộ chiến ngườn em tạm hết nha. Dạ chắc không có thạc anh. Để nữa nếu như em kiếm được làm bán bộ á. Con này Hitachi nha. Con này Hitachi nha. Con này hoạt động bình thường nha. Con này hiệu Hitachi. Đủ đồ nha, không thiếu gì nha. Con này là 300k nha. 300k nha. Ai lên lên mã cắt 300. Mã cắt 300 nha. 300k mã cắt 300. Máy pin con máy màu xanh trên thùng giấy là con gì đó? Dạ máy pin nha, máy pin Makita mà cái pin dài sọc á. Để từ từ em lên nha. Thổi bụi 18V á. Có 14V nha. Anh Quách Thắng em có thổi bụi 14V thôi nha anh. Cắt ton có không sớp. Cái thùng giấy là con nào đó ta. Dưới bài ghi bình luận em có để lên số điện thoại của shop. Và ai muốn kết bạn Zalo với em thì kết bạn nha. Chưa có sao hết anh Toàn ơi. Con này Makita nha, pin dài quá, nó sâu quá, em test không được nha. Con này còn mới lắm nha. Con này 7V 2 nha, 7.2V 2 chiều. Thôi cho cục sạc lên chốt 7 2 chiều, 2 chức năng nha. Con không. Này con nó không có sạc rồi anh Minh Lê ơi. 2 chiều 2 chức năng nha. Con này là 300k nha. 300k nha. Ai lên lên mã 300. Ai lên lên mã 300 nha. Con này còn mới lắm nha. Đồ cổ. Đồ cổ. Anh mà kỳ anh đấy, đồ cổ. Vậy sưu tầm nha. Sưu tầm hoặc là em yêu khoa học cũng được. Sâu quá. Con này chắc còn chạy á, tại con này còn mới vô lắm. Đâu có mà bán đắt vậy. Tại em tính để là nghiên cứu. Anh Thanh à, chờ anh cho giá đi kìa. Hôm nọ em vừa gửi người cho anh đến cho nó chứng thọ nhé. Anh Quang Hưng, anh thông cảm giùm em nghe, tại khách tên trùng tên nhiều quá cho nên em bắt buộc em phải xin số điện thoại mấy anh đấy, mấy anh thông cảm giùm nha. Tại để ngày mai em kiểm tra lại, tại vì tên trùng tên nhiều quá nên em không có nhớ hết á. Nhiều khi khách này chốt gọi cho khách khác mà cũng trùng tên luôn. Không có sạc anh lên. Dạ bởi vì nếu như có sạc là em bán bộ. Em có một cục sạc mà nó của con máy kia, nó cũng giống con máy đó vậy đó. Nó cũng giống con máy đó vậy đó mà nó được hơn cái máy đó là thêm một cái gì nữa đó. Nói gì không có hiểu. Nói gì không nói. Hai cái đồ bật á mà không biết nó bật về cái gì. Em thua. Con này hoạt động bình thường nha, con này cái hiệu này là nha. Con này 14V nha. 14V và pin nó gì nè nha. Đây cục sạc nó đây. Cục sạc nó chữ nhật không nha mấy anh chị. Đây nè, sạc bình thường nha. Máy hoạt động bình thường nha. 2 chiều nha, con này là 17 cấp trượt 1 cấp phan nha. 17 cấp trượt 1 cấp phan nha, con này hoạt động bình thường nha. Mà pin em cũng mù quá mà em thấy pin nó còn xài được nha. Mà pin em không bao nha. Con này một bộ này là 700k nha, 700 nha, ai chốt chốt mở bộ 700. Có máy mở bu lông pin không có không? Dạ không. Dạ không có anh Tùng Thinh.
700k nha, mã bộ 700 nha, mã bộ 700 nha. Con này hoạt động bình thường nha. Dạ chào anh Nguyễn Dũng ha. Trời ơi, bữa nay cho em lên làm pin tập viên luôn ha. Con này là pin có thể mình về mình xài tạm được nha, tại pin đó em thấy cũng còn ấy nè. Dạ anh Dung Lê, không có sạc anh, nếu có sạc thì em mã bộ 700 à. Mã bộ 700 em chốt cho anh An Bùi. Anh An Bùi để số điện thoại giúp em nha anh An Bùi. Pin là mù nha anh, pin ti nó chạy chứ em là không bao pin nha anh. Còn máy là mã bộ 700 em dự bị cho anh Quách Minh Lâm. Cảm ơn An Bùi. Con này 170 nha, bán sát nha. Bán sát nha, cái này là 4.8 nha. Về sưu tầm nha, con này còn mới lắm nha. 170 pin trong nha. Pin trong test không được nha. 170 nha, ai lên mã mù 17. Trời ơi, cảm ơn anh Minh Toàn nghe. Mã mù 17 nha. Yeah. Quảng cáo kìa, thông báo vào quảng cáo hôm nay nhận được 2 đơn hàng. Hàng của shop ok lắm mọi người ơi. Anh Minh Toàn có súng phun sơn không shop? Dạ không có, anh Thanh Kiều, anh Tuấn Kiều, anh Hòa Vị hỏi là có máy phay gỗ không? Dạ không có máy phay gỗ nha. Dạ không có máy phay gỗ nha anh Hòa Vị. Làm sao mà tôi thích khách tôi giữ gì nè chàng. Cảm ơn khách nhiều lắm. Mở hai nghe. Chốt cái máy phân pin trên bàn. Ai vậy ta, lính Nguyễn hả? 170 á. Dạ 170k nha anh, mã mù 17 hả? Mã mù nha, lên mã mù mới. Mã mù 17 nha. Con này là 48 von nha. Mã mù là em không bao sống bao chạy nha. Chết rồi ta ơi, cắt hứa với khách nữa rồi. Hôm nay lại quên ảnh rồi. Ôi trời. Có máy hay em à. Máy giữ xe em đậm hết nha anh Giao Vũ. Chừng năm máy mà hai đầu em có, đợi con, chút xíu nha. Con hiệu này là Yamagen nha. Con boss, còn không anh chị. Yamagen gì nha, hiệu nó nha. Con này chắc Trung Quốc xuất Nhật á. Anh Lộc Nguyễn ơi, ngày mai em sẽ kiểm tra đơn hàng giúp anh nha anh Lộc Nguyễn. Mấy anh ơi, con này Trung Quốc xuất Nhật nha, con này là 270 nha. 270 nha, lên mã ok 27 nha. 270 lên mã ok 27 cưa kiếm nha. Đây có mà 270 lên mã ok 27. Dạ không được anh Nguyễn Ma Kỳ ơi. Bán 80k là đi Bình Dương. Cái gì bán 80k? Khi con hồi xanh. Ok 27 nha. Mà ok 27 em giống anh Hữu Đạt. Anh Hữu Đạt là khách cũ đúng không anh Hữu Đạt? Thất hứa với khách từ nữa chàng ơi, bữa nay hứa. Hứa chụp hình gửi video qua mà quên luôn không nhớ. Trời ơi tội nghiệp. Có súng bắn đinh 5 phân không? Dạ cảm ơn Hữu Đạt ạ. Bây giờ em lên ha, cặp này vậy đi 300 nha. Ai lên bán mù nha. Lên mã mù 300. 300k nha. 4.8 y gắn nhau nha. 300k lên mã mù 300. Mã mù 300 nha. Hai con như nè. Máy kia để em, để cho em nhé. Ủa máy nào vậy anh Hữu Đạt? Mã mù 300 em chốt cho anh Hữu Đạt. Khoan mọi người, comment mọi người đấy, từ từ em đọc cho mọi người, em đọc không kịp. Hôm nay hứa với khách chụp hình gửi khách mà không quên luôn. Là hai con này hả? Chưa người. Cái này Makita nha. Con này 7.2 nha. Có máy khoan 3 chế độ không? Máy móc rảnh. Con này 9.6 nha. Cặp này em bán không có pin nha. Nó làm gì nè nha. Đó, trong hình em giao bán sao là nó làm vậy nha. Con này là 350 nha. Mã
mã màu 35 nha. 350 mã màu 35. Long Thiên Hoàng anh không biết anh đi về đâu luôn á. Long Thiên Hoàng con bố. 350 mã màu 35 nha. Không có pin đó xíu. Con bót nhỏ. À, con bót nhỏ. Con bót nhỏ khách đặt hôm qua rồi nha anh, hôm trước rồi nha anh. Có còn 22 triệu không? Ờ, máy móc rảnh lưỡi 46 kg. Có không? Máy móc rảnh lưỡi to em không có. Lưỡi to em không có nha anh Nguyên Sĩ Ngọc. Khoan 3 chế độ, khoan 3 chế độ có không? Ờ, cái đơn của anh Long Thiên Hoàng em cũng đi đường bưu điện anh. Ờ, mấy anh thông cảm giùm em đi, từ hôm nay trở đi là đơn mấy anh là tầm khoảng 2-3 ngày là tới à. Em bảo đảm với mấy anh, tại vì hôm nay là em đi em, bên chuyển phát nhanh lại á. Em mới bên hợp đồng bên cái chỗ khác nha, hàng mình đi rất là nhanh nha. Cho anh nhận chở hàng hả? Ôi à. Mua ba cái máy này có sao? Mà có văn nước không á? Cái thùng hàng đó. Việt Nam Post. Cặp này 350 không anh em là chốt. Dạ anh Trần Long à. Cặp này 350 nè. Cái này hiệu Toshiba nha. Dạ anh Quang Phạm. Cái này hiệu Toshiba nha, hoạt động bình thường nha. Máy này đầu 13 ly nha. Khoan một chiều nha. Khoan một chiều. Toshiba. Cái này khoan sắt và khoan gỗ nha, một chiều nha. Con này là bào đi anh. 300k nha. 300k nha, lên mở khoan 300 nha. Nói em nói với mấy hiệu anh đó. Hiệu Toshiba luôn nha, cái hiệu nó này nha. Khoan 300 nha, khoan một chiều. 300k ai lên mở khoan 300. Mở khoan 300 nha. Rồi thấy rồi bà Trang ơi. Nói chung em nói với mấy anh là cái chỗ chuyển phát nhanh nào cũng có hai mặt của nó hết trơn á. Cho em gửi đây là em thấy cái nào cũng có hai mặt của nó hết trơn. Anh nói là chuyển phát nhanh hay bị quay đầu. Thì bây giờ mới rồi không biết sao nữa rồi đấy. Bây giờ nói chung là em thấy thấy ok lắm, tầm 1-2 ngày là hàng của mấy anh nhận được. Trời ơi, cái này mà mưa ta. Trời mưa nữa. Khoan 2 chiều. Chuyển phát nhanh 200 triệu. Ok nha, hoạt động bình thường nha. Có núm chỉnh đều tóc ở trong cái nút cò này nha. Con này hiệu Hitachi, hoạt động bình thường. Thiếu cái lưỡi nha. Ồ, cảm này, ơn Trần Phúc ạ. Con này 290 nha, 290 nha, mã cam 29. 290 mã cam 29 nha. 290 mã cam 29. Ồ, anh nhận chở hàng ơi, cái đơn nào cũng đi hết rồi nha anh. Cái đơn hàng của anh đi hết rồi ạ. Coi nha. Dẹp đi. 290 nha. Hello mở 2. Kêu mở 2 cái gì vậy anh Chí Khanh Nguyễn? Thổi bụi, đang kiếm thổi bụi hả? Máy ép cốt là máy gì em à? Con ngàn ngàn chưa thấy nó, tại hồi lúc giờ nói... chưa giờ hàng đó. Con cưa bà lách. Búa bán rồi hả? Con cưa bà lách anh lên dọn hết hàng hả anh Dũng Lê? Hôm trước anh chốt máy ép cốt. Đó nè. Máy ép cốt. Ép cốt. Anh cần một máy phát điện. Anh cần một máy phát điện hàng có không? Dạ không có anh Võ Minh Dung ơi. Có máy phát điện nha anh.
Súng bắn đinh 5 phân có không? Bắn đinh, đinh đinh cuộn, đinh tròn đúng không anh? Anh gì? Đinh anh cuộn, Thương đinh. Hoàng ơi, chắc anh lộn shop rồi đó anh. Chứ shop em hôm bữa giờ không có máy cốt nha anh. Con này nó hoạt động bình thường rồi nha, mà hai chiều nha, mà cái đầu nó bị hơi bị thấy làm như nó hơi bị gơ nè. Con này em bán lỗi cho 130 thôi nha. 130 nha, mã lỗi 13 nha. 130 nha, mã lỗi 13 nha. Cái lỗi là lỗi cái đầu nó bị gơ nha, chứ nó hoạt động bình thường nha. Khoan hai chiều, khoan mở vít. 130 mã lỗi 13. 130 nha, mã lỗi 13 nha. Mã lỗi 13 em chốt cho anh nhận chở hàng. Lỗi phải cái gì là em báo trên like hết rồi nha mấy anh chị. Nó hoạt động bình thường, chỉ bị lỗi gơ đầu thôi. Hình như là hình như mấy cái đơn mà em gửi cho anh nhận chở hàng như tầm 2 ngày là anh nhận được đúng không anh, cái đơn mới á. Em thấy bên đây nó đi siêu nhanh luôn á. Em gửi bên mới thì em thấy đi siêu nhanh luôn. Tầm 1 đến 2 ngày em thấy khách nhận cũng lai gai rồi đó. Cục pin dễ thương quá à. Con này con này hiệu Toshiba nha. Có nhận mấy đơn rồi. Con này 7W2 nha, hiệu Toshiba nha. Máy sạc nha, bộ này em bán cho 300k thôi nha. 300k nha, máy hoạt động bình thường nha, máy khoan nha, hiệu Toshiba 7W2. Con này là 300k nha, ai lên mã bộ 300. 300k nha, ai lên mã bộ 300 nha. Pin là màu nha, sạc sạc để pin coi nó lên đèn không. Mã bộ hả? Mã bộ 300 nha. Phan để em test thử đi mới bán cho mọi người nha. Sạc em ghim nó không lên đèn luôn nha. Pin với sạc là mù nha, dài có nghiên cứu nha. Máy mã bộ 300 em chốt cho anh Bách Nghệ. Anh Bách Nghệ để lại số điện thoại với em nha anh Bách Nghệ. Anh Phương Lê vô bóc phốp phải không? Mã 1 để gì ta? Mã 1. Bộ này bộ. Anh Bách Nghệ để lên số điện thoại giúp em nha anh Bách Nghệ. Nè lên ba cái này 450. Cái này cảm ơn Bách Nghệ ạ. À. Cái này bán sát nha. Không có pin nha, nó gì nha. Chà nhám xe tăng, có chà nhám xe tăng. Dạ không có chà nhám xe tăng nha. Bộ này 450 nha. 450 nha, lên mã bộ 45 nha. Mấy mày cầm tay em có thì đợi em chút xíu nha anh Nam đô. 450 nha, con này là 7W2. Con này 9W6. Tính lên coi cho đỡ gì nữa. Con này mắc tiêu của em rồi, tầm cũng 9W6 gì đó. 450 nha, mã bộ 45 nha. Mã màu 45. Dạ. Ông Hòa bán cho tôi 8kg than. Có than gì đâu anh, nó đi Bình Dương thôi mà nói người ta than. 450 nha, mã kiếm cục sạc. Không có thấy anh Dung Lê ơi. Không có anh ơi. Nếu như có là em bán mã bộ. Không có, em bán bộ lên dễ bán nữa mà ngặt nó không có. Không có luôn. Nên lên lấy cái này đi nha. Lên lấy này đi. Rồi bây giờ tắt mới nhiều. Đây cái máy này, cái máy bơm xe cầm tay cái gì nè nha. Để em lên lại cái dạ, từ này từ nha anh Trần Nam, em lên trên xe mà. Đây ngoài này nó có cái hai cái núm chỉnh, thấy bấm có số nha mà không biết nó chỉnh cái gì nha. Đây cục sạc này không biết phải của nó không mà em ghim vô đây là nó có điện 6W. Bộ này là 600k nha. 600k nha, còn mới lắm nha.
con này không thấy hiệu thấy tem gì hết mà nó còn gấp mới nha. 600k nha, lên mã lạ 600 nha. Cái này lên mã lạ 600 nha. Về nghiên cứu nha. Mã lạ 600. Lấy mấy bài hai đầu lên test cho khách coi. Mã lạ 600 em chốt anh Hoàng Phạm. Vô bọc quá cho nó đừng có ấy. Dây điện này nó bị nứt nứt mấy cái vỏ. Anh Tồn nói cái máy nó là đo nồng độ cồn. Không biết à, thấy nó thổi ra hơn. Không có phải đâu anh Tồn ơi. Bơm bơm bóng bán cho trẻ em đó. Nó không biết. Cái đó không em biết thù luôn nha. Cái này nó bị dít kì cốt á. Chốt sai rồi. Nhìn. Anh ơi, tại mới lạ gì cũng vậy nha anh. Nhiều anh bấm sai dấu anh. Lạ gì cũng được, lạ gì cũng được anh ơi. Chứ không mắc bột mình mới chốt thôi. Mai mốt cũng được. Thôi đi, con này nó bị kẹt đạn anh ơi. Bữa hổm em ghim nó chạy, xong bữa nay nó hết chạy rồi. Bữa nay nó chướng rồi. Bữa nay nó không nghe lời chủ. Xong bữa hổm em ghim nó chạy. Con này em bán hồi đây nó bị gì sao bán để mai xịt ba cái gươi. Xịt ấp hẹn như cho nó ấy mới được. Để mai em xịt ấy vô mới được. Xịt ấp hẹn vô. Sát 300 nữa nè. Sát 300 nữa nào vậy? Cái này sát 450. Chết trời ơi. Máy mài á, máy mài mà anh trả 300 hả anh? Trời ơi. Anh bữa hổm em ghim nó chạy anh. Chuyến này là đi ra Bình Dương gặp anh Long Thiên Hoàng thiệt rồi đó nghe. Cái này thi tai chi nha, hoạt động bình thường nha, dây một đồ dây. Không có nha anh Tô Hùng. Dây nó cỡ này rồi nha. Con này em bán là 390 nha. Bao nhiêu con máy mài? 390 nha, lên mã trắng 39 nha. Con đó em bán 1 triệu đó anh có chốt chốt đi, em bao hoạt động bình thường đó, ngày mai em xịt ấy vô bạc đạn đó là nó đi à, tại nó bị bỏ lâu quá đó. Bữa hổm em ghim nó chạy. Con này 390 nha. 390 nha, lên mã trắng 39 nha. Con này bắn thạch cao cái gì nha. Rồi cái nồi dây điện. Không, nồi dây điện thôi là thấy đủ tiền rồi đó anh ơi. Mua cái khoan cho nồi dây điện hoặc là ngược lại. Mua cổng dây điện lên cho lên hỏi bụi pin đi. Hỏi bụi pin đi. Bữa hổm nhớ tới hai cái máy mài hay đầu luôn. Hỏi bụi pin bữa hổm còn có bấm nhiều mà. Máy mài hay đầu nào không sớt. Còn máy mài hay đầu nữa không? Con đó thì nó tốt lắm, tạm tại nó bị kẹt ấy thôi. Có nè. Mã trắng 39 đúng không? Mã trắng 39 em chốt cho anh Lý. Anh Lý Phạm Minh à. Một em duy nhất đúng rồi đó. Shop em tạm hết nghe, còn có con nữa thôi à. Bữa hôm quá trời. Bữa hôm có cái con GUB đẹp á hả? Cầm tay nhỏ mà. Mấy mày cầm tay nhỏ hả? Mấy mày cầm tay nhỏ, đợi chút xíu nha anh Nam Đô. Ở nhà đang ăn xác. Con này hoạt động bình thường nha. Con này 14V nha. Rồi, có anh Long Thiên. Con này máy pin nha, nó làm gì nè nha. Con này là 500k nha. 500k nha, lên mã OK 500 nha. Pin là cũng là mù nha. Máy bao hoạt động bình thường, pin là mù. 500k lên mã OK 500. Lấy cái máy mài tay test thử cho con coi. Mã OK 500 nha. V hiệu Makita.
Con này hiệu Hitachi nha, hoạt động bình thường nha. Con này là 300k nha. 300k nha, lên mã cắt 300. 300k nha, lên mã cắt 300. Mã cắt 300 nha. Yeah. Anh nói cả ngày nè, anh ăn xác giờ anh thấy cái gì không chạy ngán lắm rồi. Anh nói nguyên ngày nè, anh ăn xác. Giờ anh gặp cái nào không chạy là anh ngán. Mã cắt 300 em chốt cho anh Nam đô. Anh Nam đô, đợi đi số điện thoại giúp em nha anh Nam đô. Thổi bụi không có ống thổi hả? Không anh, đa số là nó không có đâu, hên dữ lắm nó mới còn. Đa số hàng là như vậy nha anh. Đa số là nó chửi lũi, phải có là em để đi theo em đâu, ấy là làm gì đâu anh. Nó làm sao là em lên vậy đó. Cảm ơn Nam đô. Con này nó giống con hồi nãy nha, mà cái chức năng dạ không có bụi anh Nam đâu. Đây, con này là nó giống con hồi nãy nha. Nó có sạc luôn nè. Con này nó có sạc luôn á. Đây nó hai cái nút này nè. Em không biết gọi là cái gì. À, nút này là để chữ ớ, chữ H với chữ S, còn lúc này là hai chức năng. Bên búa, bên khoan. Con này cũng 24V nha. Này cũng hoạt động bình thường nha, con này có sạc nha, con này tại nó trong cái hộp nó một bộ nó vậy nha. Con này là giá 1 triệu nha, 1 triệu nha, cái hộp nó muốn bị đứt ra nha, nó còn dính có một chút rồi nha, cái hộp nè nè, con này 1 triệu nha, ai lên mở hộp 1 triệu nha. Pin em cũng mù nha, tuy nó chạy chứ em cũng không bao pin nha, bán mù nha, máy hoạt động bình thường, sạc im lên đèn nha. Mở hộp 1 triệu à? Vậy có mã lạ 600 về miêu khoa học. Nguồn anh Đặng Hoàng Chiên ơi, mã nguồn là nó cái cục nguồn là nó hoạt động em thấy không có ok nên em không bán nữa nha anh. Thấy cái mã nguồn khách xài thấy khách nó nên em không bán nữa. Nó giữ xem tạm hết nha. Hợp 1 triệu nha, anh chết chứ. Chốt mã hộp số 1 nha. Tiếc quá, rồi lụm nó lại. Dạ anh Hoa Phạm, anh cứ chốt cái anh không. Rồi mấy anh bị đứng hoài kỳ ta. Con này hoạt động bình thường nha, hiệu Giobi nha. Anh Hoa Phạm, anh chốt đúng mã giùm em đi, mã hộp 1 triệu, em sẽ chốt cho anh ạ. Bên em cọc là em mới đi đơn nha anh, nào lưu ý em nói trước nha. Ai chốt cửa hàng thì bên em cọc em mới đi đơn nha. Ai thả tim thả like cho em nhiều thế. Còn chuyển khoản đủ thì bên shop hỗ trợ 50% ship nha. Cưa 2 nha. Cây này hoạt động bình thường nha, có thắng luôn nha. Cái này còn rất đẹp nha, dây cũng siêu dài nha. Con này 450 nha, 450 nha. Con này lưỡi 160 nha. 450, ai lên mở cưa 45. Ông nói cọc chuyển khoản mới đi đơn, anh Toàn dạ. Hộp 1 triệu em chốt cho anh Quá Phạm à. Con này 450 nha, ai lên mã cưa 45 nha. Hoạt động bình thường nha, máy còn rất đẹp luôn nha. Mã cưa 45 nha. Đồ khổ là gì anh? Bán chứ anh. Cho anh coi lại cái đầu máy đi. Lý Phạm Minh hả? Cái đầu máy, cho cái máy anh chốt đúng không anh Lý Phạm Minh? Dạ đúng rồi ạ. Dùng điện 100 110 nha anh. Cái này máy sao nó bị đứng ngoài ta?
Lên mã gì ạ? Nào. Lên mã gì? 45. Rửa xe em tạm hết nha. Ồ. Mã cưa 45 à. Anh Khanh Nguyễn Công Khanh anh chốt cái mã không? Mã cưa 45 anh ok giúp em nha, anh để lấy số điện thoại giúp em nha anh. Anh Khanh Nguyễn Công Khanh ạ. Dạ đây nha anh. Máy giữ xe shop em tạm hết ạ. Mã cưa của anh đó anh chốt đó nhưng mà anh không ai chốt thì chốt ảnh đi. Trời, mấy người trùng mã thì mình phải tính là đúng mã, còn mà không bởi trùng mã anh để lại số điện thoại. Anh Khanh Nguyễn Công Khanh anh để số điện thoại giúp em nghe, em chốt mã cưa 45 cho anh Khanh Nguyễn Công Khanh ạ. Máy này máy bắn bít không? Dạ máy bắn dít nha anh. Máy bắn dít nha anh Lý Phạm Minh. Có chuyển thể không? Ờ, để nói vấn đề này với ảnh cho nó rõ ràng đi. Dạ anh Khanh Nguyễn Công Khanh ơi, shop em là chuyển khoản, cọc chuyển khoản đi đơn nha anh. Còn cái vấn đề mà anh chuyển khoản đủ 100% tiền tiền hàng thì em sẽ giảm anh 50% phí ship nha anh. Chờ anh Bùi về cả. Còn anh cọc thì cọc một ít thì em đi đơn nha. Cho anh coi lại cái máy phan pin màu xanh hồi nãy. À, lúc nào? Cái này hoạt động bình thường nha, hiểu tôi. Vậy là anh xả cái cơ 45 nha đúng không anh? Con này hoạt động bình thường nha. Anh Hoàng Phạm nói cái gì vậy chèm? Con này hoạt động bình thường nha, hiệu Toshiba nha, con này. Em máy cưa bàn. Em máy cưa bàn. Dạ dạ để em lên này, em lên cưa mà. Con này hoạt động bình thường, hiệu Toshiba nha. Con này em bán cho 290 thôi. 290 nha, tại dây nó bị dập dập ở đây một tí nha, dập cái vỏ ngoài nha, còn cái ruột trong không có gì hết. 290 nha, lên mã khoan 29 nha, khoan 1 chiều. Khoan 1 chiều nha. 290 lên mã khoan 29. Mã khoan 29 nha. Đây tình trạng dây nó gì đây. Em mới thấy em lên lại em bớt lại, bớt giá lại chứ nãy em kêu tới 300. Có khoan 2 chiều không? Dạ, để từ em lên nha, theo dõi lại nha. Ờ, ngày mai em có nhân viên sẽ gọi chốt đơn cho anh nha, anh Văn Bùi về gửi số tài khoản sau cho anh nha. Khoan này là 500W nha. Có nấm chỉnh đều tóc nha, 2 chiều nha. Khoan thường vào khoan búa nha, hai chức năng luôn nha. Kiếm cho anh mấy cái khoan pin mà thằng em im vô vậy ta. Ờ dạ đợi em chút xíu nha anh Lính Nguyên. Tại em có tại với bị không à. Con này em bán cho 330 nha. 330 nha, lên mã ok 33 nha. Hoặc ở nha. Máy cắt sắt bạn đó bao nhiêu? Máy cắt sắt bạn đó là 1.3 nha anh. 1.3 nha. Còn con này là 330 nha. 330 ai lên mã. Mã khoan 33 nha. Mã khoan 33. 2 chiều 2 chức năng. Thêm nấm chỉnh đều tóc nữa. Thôi, hứa không anh. Hứa thì than. Cái gì ạ? Anh hỏi vậy. Anh hỏi. Máy pin hả? Ờ, cái mấy cái máy pin hồi nãy, mấy cái máy pin trong cái bạch này. Mấy cái anh coi lại. Khoan bàn giá là sao? Máy cắt sắt bàn giá bao nhiêu tiền? Dạ không có khoan bàn nha anh. Máy cắt sắt bàn
máy cắt sắt bàn là 1,3 triệu nha anh. Khoan, 2 triệu em có. Lưỡi 350 nha anh. Lưỡi 350 nha, 1,3 triệu nha. Còn cái này nè, em lấy cho anh xem là cái này em bán sát nha. Makita nè, 7 quân 2. Và con này là 9 quân 6. Còn con này thì nó mắc cái tem mà nó cũng tầm 9 quân 6 đó. Ba con này em bán cho 450 nha. Lên mã mù 45. Ờ, ngày mai em sẽ kiểm tra đơn hàng giúp anh nha anh Lính Nguyên. Tại ba, vì cái ba con này là 450 nha. Trời ơi, trả giá nên Phương Lời đau tim nữa nghe. Sạc chốt cho anh máy 700 nha. Có phan bàn. Dạ dạ, để có phan bàn cao không sớm. Dạ không có phan bàn nha anh. Còn cái này là 450 nha anh, lên mã mù 45 nha. Dễ gầy rồi anh ơi, còn trả giá em nữa. Ôi, cái đưa cái hộp 1 triệu qua đây đi, nó quên mai quên chốt đó. Trả giá lại trả giá nữa rồi, trả giá là đau tim, đau tim. Cái đơn hàng của Lính Nguyên là em đi bên bếp cho nên nó hơi chậm. Ai buộc ác không? Bà Quyền Trang đâu bà vô trả lời không? Nói ai buộc ác không kìa. Có hai đứa mà không hỏi ai buộc ác không. Nó chạy thì nó im ru rồi mà tắt cái nó kêu dữ ta, lắc này đâu có lắc đâu. Đợi máy xa ra để gần máy quay mọi người không chắc không nhìn thấy. Không nhìn thấy cái máy. À, giờ cái đó không giờ đi giờ này cho nặng không. Giờ cái máy quay không giờ. Biết không? Đặt cái thùng ra. Đó, làm gì đó làm đi. Con này là lưỡi 355 nha. Ờ, mấy bao gỗ em có nha. Con này đó nó chạy sao mà mình chạy tới thì im ru rồi nha. Nó còn chạy im ru mà sao tắt ra nó kêu cái gì em không gành nữa nha. Thôi con này em bán cho 1,2 triệu thôi nha. 1,2 triệu nha, lên mã cắt bàn 12 nha. 1,2 triệu lên mã cắt bàn 12 nha. Anh Toàn nói hôm kia giấu cái hộp màu xanh. Yeah. Hôm kia giấu cái hộp màu xanh. Giờ lên đi. Lên, bữa nay là lên hết. Con này cái máy gì em không biết nha. Máy vậy không biết nha, Makita nha, còn rất mới nha. Con này em bán cho 420 nha. 420 nha, lên mã hộp 42 nha. 420 nó đẩy 25 trên 41 hay gì đó. Bắn bít dây. 420 nha, lên mã hộp 42 nha, máy còn mới đẹp lắm nha. Cái hộp còn mới chóc luôn. Mã hộp 42 nha. Em không có tịch thu nha, tại anh không đổi tên. Ổng là chủ của em mà. 420 nha, lên mã hộp 42 nha. Anh Vũ Hải Đăng anh nói là ông chủ hôm nay bây giờ tịch thu đồng hồ với lại nón. Nói quan cho kẻ xấu hoài. Máy gì vậy ông Hòa? Máy bắn dít dây vậy đó anh, mấy ảnh nói đó chứ em không gần nữa. Bắn vít dây.
dây. Cái này hiệu Ryobi nha, hoạt động bình thường nha, khoan hai chiều nha. Con này có 5 cấp trượt, 1 cấp khoan nha. Cắt sắt 1 triệu anh chuyển khoản đủ. Con này 1. Con này 200 240 nha. 240 nha, ai lên mã mini 24 nha. Dạ không được nha anh Trần Thắng. 240 nha, lên mã mini 24 dạ, nha. Dạ mua được, mua giúp sếp ạ. 240 lên mã mini 24, hoạt động bình thường, chạy êm ái luôn. Còn gấp mới luôn, 240 lên mã mini 24. Có bu lông pin nha, bu lông pin nè. Dạ không nha. Ờ bu lông pin em không có nha, mã mini 24 hả? Ừ. Trời ơi cái điện thoại này kìa. Mã mini 24 em chốt kênh Vũ Thanh nè. Con này 120 nha. 120 đó nó chạy nó hơi kêu than nha, nó hơi bị kẹt than nha. 120 nha, lên mã lỗi 12 nha. 120 lên mã lỗi 12 nha. 120 nha, hiệu Ryobi nữa nha. Hiệu Ryobi. 120 lên mã lỗi 12. Nó đó. Hoạt động bình thường mà nó hơi kêu kêu vậy đó nha. Anh đẹp trai mới hớt tóc đẹp trai hơn nữa. Nở lỗ mũi liền anh Hiếu ơi. Nở lỗ mũi liền. Kiếm cho anh cái máy khoan pin đi. Đây. Anh Hiếu anh khen gì mà ổng mở khẩu trang nha, ổng vừa bịt khẩu trang luôn. Máy khoan pin đây hiệu này xì nầu. Con này máy pin nha, 12V nha, con này 350 nha. 350 nha. Để em test cho nó chạy không. Pin là mù nha, máy chắc chạy rồi, máy quá mới. Em coi cái cực nó. 350 lên mã ok 35 nha. Hoạt động bình thường nha nè. Hoạt động bình thường nha, có thắng luôn nha. Cái này 18 cấp trượt, 1 cấp khoan. Ờ, 350. Anh hỏi là 350 có sạc không? Dạ không nha. Dạ không có sạc nha. Thì mà có sạc là em lên luôn rồi, em đâu có lên. Má ok Vinh Hoàng. Dạ. Ok 35 hả? Ok 35. Má ok 35 em chốt cho anh Thành Lê ạ. Pin là mù quá nha anh. Pin là em bắn mù ạ. Cái luôn kiếm mấy cái luôn kiếm mấy cái phân biên cho anh chừa nghe anh Võ Hiếu lo trả giá không nghe em nói đúng giá mà anh trả giá hoài dắt em đi Bình Dương luôn hoạt động bình thường luôn nha con này nha 7 quân 2 nha con này 300 nha thấy đẹp thì mua đi còn trả giá em mốt 7 quân 2 nha hiệu Ryobi còn gắt mới nha con này 300k nha 300k nha lên mã lên mã ô cái gì lên mã đỏ 300 nha cái đó nãy gì 300k nha lên mã đỏ 300 nha trời ơi khen nức mũi luôn nghe anh điện lạnh hậu hương mã đỏ 300 nha shop ơi 7 quân 2 nha hiệu Ryobi nha lên mã đỏ 300 nha mã đỏ 300 em chốt cho anh An Bùi có Hitachi 12V không? Dạ có nha, từ từ em lên nha. Dạ em lên từ từ nha mọi người ơi. Nhiều comment nó bị ẩn như ta. Không có sạc sao sạc được. Em cũng không biết luôn. Thì bây giờ anh mua cái này đi nữa, cái giờ mình mua sạc nữa nó dễ mà anh. Bây giờ có cái gì anh mua cái nấy đi để anh chờ tới cái lúc có sạc cái máy hết.
cái hoặc là có sạc cái không có máy, hoặc là có máy không có sạc. Như ví dụ như giờ có máy mà không có sạc thì bây giờ mình sắm máy thì cái nửa hàng em còn dây đều đều hoài mà. Nói chung có thì con này game nó lên nóng nha, nó lên ấy nha, con này 180 nha. 180 nha, lên mã mỏ hàng 18 nha. Dạ chỗ đóng pin có. Cái này đẹp lắm nha. Không anh, lúc cỡ này thợ có khi thợ đóng pin người ta cũng hay lắm anh. Người ta đóng pin mới là người ta chế cái cổng sạc bằng cái aftermarket á. Để em xem lại nha anh. Sạc cái cục Thành Lê. Đúng rồi đó anh, con hồi nãy của anh chốt là 12V nha anh Thành Lê. Cục sạc có 50k. Dạ, người ta chế là cái cục sạc mà như sạc mấy cái đèn pin mà đổi đầu như đó, mấy cục sạc Hitachi 12V đi. Cỡ này thợ cũng hay lắm. Có ấy không à? Con này 180 nha, lên mã mỏ hàng 18 nha. Xem khoan sắt, còn khoan sắt không? Khoan sắt em còn. Em đang xem, em đang like nhưng mà em không trả lời mấy cái cái gì á, em không trả lời mấy anh cũng thông cảm nha, tại vì cà mấy em có khi nó trôi quá là nó bị ẩn á. Dạ ok, điện lạnh hậu hương à. Con này hiệu Hitachi nha, con này khoan sắt này nha, tua chậm này nha. Con này là 280 nha. Con này 280 nha, 280 lên mẫu khoan 28 nha. 280 lên mẫu khoan. Mẫu hàng bị cái gì, hiệu gì vậy? Dạ của Nhật nha anh. Cái này cũng điện 110 nha anh. Hiệu gì á? Hiệu gì vậy? Lấy Hitachi của anh bán cho khách đi sao? Chữ là cái hộp Hitachi. Nè anh, cái mỏ hàng có để chữ Nhật không anh ơi? 328 nè. Nó để chữ Nhật không rồi nha anh. Mỏ hàng thiết hiệu gì vậy? Cái này hàng chì nha anh, không biết hàng thiết được không, em không biết nha. Mỏ khoan 28 chốt cho Nguyễn Hữu Sơn. Nguyễn Hữu Sơn để xin lỗi với em Nguyễn Hữu Sơn. Cái hiệu nó là nó để chữ Nhật không à. Đây để cho trai cho mấy anh thấy. Anh coi giùm em chứ em thua. Không có nói gì cả. Chưa kịp chốt. Chưa kịp. Có ai chốt mỏ hàng thì chốt mỏ hàng 28 giúp em nha. Khoan nè, em còn nhiều lắm em mọi người. Mỏ hàng 180 nha, mỏ hàng 18. Anh Nguyễn Hữu Sơn, để lại số điện thoại giúp em nha anh Nguyễn Hữu Sơn. Dạ ok anh Võ Hiếu ạ. Chào anh Mai Thiện. Con này hai chức năng nha, đi hai chiều, một chức năng mà hai chiều nha. Cảm ơn Nguyễn Hữu Sơn. 5 cấp khoan, 1 5 cái gì, 5 cấp trượt, 1 cấp khoan nha. Con này hai chiều nha, có núm chỉnh đều tóc luôn nha. Hoạt động bình thường nha, con này 240 nha. 240 nha, lên mã OK 24 nha. 240 lên mã OK 24. 240 nha, lên mã OK 24 nha. Lên khoan sắt đi anh ơi. Bên em là OK 24 hả? Mở OK 24 em chốt trên Thành Lê. Rồi em xin nhắc lại một lần nữa, shop em cọc chuyển khoản mới đi đơn nha mọi người. Mọi người thông cảm giúp shop à. Còn chuyển khoản đủ thì bên em hỗ trợ 50% phí ship cho mình nha. Chào anh Cường luôn. Con này hoạt động bình thường nha, hai chiều nha. Con này Hitachi nha, 9V6 nha. Con này 290 nha, 290 nha. Lên mã xanh 29 nha. Con này pin cũng mù nha. Bên em đồ pin là
Máy thì cái nào nó chạy thì em bao hoạt động bình thường nha, còn cái là pin dứt khoát là em không bao nha, pin là mù hết nha. Thấy cái hộp đó ngon đó. 290 nha. Để từ từ em lên nha Lý Nguyễn. Lên mã gì trời? Lên mã xanh 29 nha. 290 lên mã xanh 29. Anh Xuân Hiền Nguyễn ơi, cục biến điện là bên em không có nha anh. Cục biến điện đó em thấy xài không có ok nên em không bán nữa nha. 290 nha, lên mã xanh 29 nha. Phan pin boss không shop. Mày lên đi đi. Hitachi xanh 29 à. Mã xanh 29 em chốt cho anh Khang Lê. Anh Khang Lê, anh lại lại số điện thoại giúp em nghe anh Khang Lê. Anh Toàn mới đi đâu mới vô hay gì nè. Hộp Hitachi. Rồi sao? Nhất cái lưng. Nhất lưng quá mấy anh ơi. Dạ anh chịu đi cưng ơi. Cảm ơn anh Khang Lê ạ. Khoan sắt 208 chốt ai chưa? Còn nha anh Khoan, em còn nha, để từ từ em Khoan lên nha. Khoan còn nha anh, ngăn hiểm cái gì hết với đường đâu. Sắp thông cảm cho anh, thằng bạn anh nó lấy anh chốt cả rồi. Dạ không sao anh Võ Hiếu, có gì anh cứ nói với sếp à. Ờ mấy anh ơi, mấy anh chốt hàng có vấn đề gì mấy anh cứ báo cho shop nha, mấy anh đừng có ngại mà mấy anh không nghe điện thoại nha. Nếu như mấy anh chốt hàng mà hôm đó mấy anh có việc gì mấy anh cứ nói là xả là em sẽ xả hàng cho mình nha, mấy anh đừng có ngại, mấy anh không bắt máy nha mấy anh. Chào chú Thiên Quỳnh Quang ạ. Mua pin dễ không? Mua pin dễ không? Pin này anh lợi mấy tiệm điện tử rồi á, chắc người ta có đóng á anh. Em có máy cắt bàn không? Căng dùm rồi. Hoạt động bình thường nha, Hitachi 12V có nha. Có chụp vít đóng không? Pin cũng mù nha, sạc là em ghim nó lên đèn nha, mà pin là mù nha. Còn sạc là em ghim nó lên đèn nha. Con này, bộ này em lấy cho 700k nha, 700k nha, lên mã hộp 700 nha. 700k lên mã hộp 700. 700k nha, lên mã hộp 700 nha, hiệu Hitachi 12V nha, một máy 2 pin một sạc nha. Một máy 2 pin một sạc. Súng pin ốc có không? Pin là màu da máy là súng, chạy nha. Súng pin ốc có không? Dạ. Pin ốc. Mã hộp 700 em chốt cho anh Tùng Thanh. Ờ anh Tùng Thanh ơi, để lấy số điện thoại giúp em nha anh Tùng Thanh. Súng pin ốc vừa lên phan pin bot. Không biết nãy có số điện thoại của anh Tùng Thanh chưa. Hai cây này nó giống nhau nè. Nó hơi khác khác chút nha, cái này nó cũng anh em bà con dòng họ nó nè. À nói gì nha. Cảm ơn Tùng Thanh ạ. Bộ này là 340 nha, 340 nha, lên mã cặp 34 nha, nó gì nha, con mới con cũ nha. 340 nha, lên mã cặp 34 nha, bán mù nha. 340 lên mã cặp 34 bán mù nha. Được đi cái hoài cũng lại. 340 nha, lên mã cặp 34 bán mù. Nữa mấy cái đơn mà em có đi cho mấy anh đó là cái ấy em, cái mã em chốt đó là em có ghi đi nha, cái máy nào mù là em còn cũng để chữ mù bao nhiêu nha, còn lỗi là em cũng để lỗi nha, còn mã ok là ok nha. Ờ máy giữa xe là em chưa hứa nghe anh Nam đâu, tại vì mã gì là em lên mã nấy. Ờ, nhiều khi kiện gì nó có tầm một vài cái có kiện thì nó không có nha anh Nam đâu, nên em không có dám hứa là khi nào có máy giữa xe à. Bà con là sao? Dốt hỏi bà con là sao cơ? Dốt chung. Hỏi bà con là sao? Bà con là giọng họ dốt. Có súng pin bắn ốc không? Súng pin bắn ốc có không? Súng pin bắn ốc. Tìm cho khoan bê tông pin. Đã nãy hả? Ừ, rớt pin.
tiếp phân sắt đi anh ơi, đợi chút xíu nha anh. Kiếm phân sắt cho anh ngăn hiểm cục nha. Chào gì Út. Dạ không có buồn đó anh ơi, không có gì đâu. Anh nói là anh xả con đó đừng có buồn, không có buồn đâu mà. Xả cái con hộp. Con hộp 700. Ở đây nha anh. Em có cái con này nè mà không có sạc nha. À, tuy nó chạy nhưng mà em bán mù nha. Con này 24 con. Máy hoạt động bình thường, pin thì em bán mù. Giá là 700k. Ai chốt chúc em mã ok 700 nha. Mã ok 700, 700k, 24 con. Pin bên em là mù hết nha. Pin là mù nha. Máy là chạy nha. Được. Chốt. Bây giờ hiện giờ em nghe máy không được chút nha mấy anh. Thông cảm nha. Nói chung mình đó có coi không ta? Mù 400 hả? À? Mù mấy? Nào mù 400. Mù 400 nữa nè. Khoan đem kiếm số nè, em này đem gọi sẵn mới được. 500. Mình lừa đảo gì trời. Nói chung là khách của em anh. Alo. Ờ anh Ngọc gì đó phải không ạ? Ờ anh ơi cái máy anh đang gọi là cái máy đang like nên em nghe không có được. Em nhận được tiền của anh rồi nhưng mà ngày mai em sẽ kiểm tra đơn hàng em gọi cho anh nha. Tại vì cái máy dạ. Lộn shop lộn lộn. Dạ khách của em gọi mấy anh ơi tại vì khách cọc cọc tiền nhưng mà cái này không thấy ấy này nha. Hiểu bot nha, con này. Con này 12 won nha. Máy pin sạc, con này là pin cũng mù nha, máy hoạt động bình thường. Sạc game nó lên đèn nha, con này bộ này là 700k nha. 700k nha, ai lên mở bộ 700 nha. 700k lên mở bộ 700. Cái này về vệ sinh lại là mới lắm anh, tại em không có vệ sinh. Okay, trong bao có sao đây bán gì mở bộ 700. Ok 500 là gì? Đâu có đâu, tại cũng ảnh trả giá cái gì. Ok 500 á anh Hiếu. Nãy đâu có mở mù nào. Phân sắp điện đâu. Lên phân sắp điện cho anh này nha. Mở bộ 70 nha. Ừ, thì bộ 70 700 gì cũng được. Giá là 700k nha anh. Mất. Mã bộ 700 em chốt danh Thành ơi. Còn ai chốt đơn chốt chắc chắn giúp shop à. Vàng ở dưới chân vàng lỗi 12 để lại 100 để đủ đơn. Còn khoan lỗi dưới chân bàn lỗi 12 để lại 100 cho đủ đơn. Con này hả? Con này đúng không anh? Con này đúng không anh nhận chở hàng? Con này nó bị lỗi là nó kêu kêu cái gì nha. Nó bị khô dầu khô mỡ gì. Con này là khoan sắt nha, khoan tôi chậm khoan sắt nha. Con này hiệu Hitachi nha. Con này 270 nha, 270 nha, ai chốt chốt mở khoan 27 nha. 270 nha, khoan sắt nha, khoan tôi chậm nha. 270 ai lên lên mở khoan 27. Khoan này khoan ấy nè. 100 nè. Khoan này khoan này khoan sắt không? Ờ 270 mở khoan. Mở khoan 27 em chốt cho anh ngăn hẻm cột. Ok, nhận chở hàng ạ. À.
Con này hiệu gì nó bay mắc rồi, em không thấy nha. Con này là 260 nha. 260 nha, lên mẫu khoan 26 nha. Anh Nhân hiểm cọc ơi, chắc là ngày mai mới gọi cho anh được nha anh, tại vì ngày mai mới bắt đầu chốt đơn rồi. 260 nha, mẫu khoan 26 nha, cái này cũng cái dạng khoan sắt nha. Chốt rồi. Dạ đúng rồi anh, cái con đó em chốt cho anh á. Anh chốt coi cái này em lên cây khác thôi nha anh, em còn nhiều khoan lắm nha. Em còn nhiều khoan lắm ạ. 260 nha, mẫu khoan 26 nha. Anh Hoàng Phạm nãy chào rồi. Chào rồi, chào nữa sao không? Mình đang chờ hàng đến á. Dạ anh đu xe truyền ơi, tầm 1-2 ngày nếu hàng anh chưa tới thì anh cứ nhắn tin cho em kiểm tra đơn hàng giúp anh nha, anh đu xe truyền. Mua luôn rồi. Cái này sạc 7V2 đến 14V nha. Có khoan bê tông không xốp. Dạ hàng đi rồi nha anh Hoàng Phạm. Con này hoạt động bình thường nha. Pin cũng mù nha, sạc ghim lên đèn nha. Sạc này to nha. Bộ này 12V nha, Hitachi 12V nha. Bộ này là 800k nha, 800 nha, ai lên lên mở bộ 800. Công nhận võ hiếu này thiệt tình đấy. Pin là màu nha, pin là màu nha, máy là hoạt động bình thường nha, sạc là ghim lên đèn nha. Ở đây không cũng chào shop. 800k nha, lên mở bộ 800. Ở đây không cũng chào shop hả anh võ hiếu. Mã bộ 800 nha. Mã bộ 800, 800k mã bộ 800 à. Ai đang xem live chấm chấm bài giúp em nếu không thì ấn comment à. Im nha, không biết nói gì luôn. Im nha, im nha. Thả tim thả like mọi người ơi. Chào anh Tiết Hương. Cái này bán sát nha, 300k nha. 300k nha, mã sát 300 nha. Cảm ơn Tiết Hương ạ. 300k nha, mã sát 300 nha. Đứng ngoài chơi. 300k, mã sát 300. Mà anh còn quá ngon, không ai ấy, không ai chốt chứ. Mã bộ 800 em chốt cho anh Quốc Bảo. Ờ anh Quốc Bảo để lấy số điện thoại giúp em nha anh Quốc Bảo. Xin lỗi phải lê đòn không? Dạ không phải sắp lê đòn nha anh. Mình mới sát 300 nữa hả? Thôi. Dạ. Chào anh Vinh Ngờ ạ. Đi vô kia bà nấu múc miếng nước rồi. Bà muốn mua cái này. Ừ, mai mua. Ngày mai mua. Ngày mai hỏi tiền góp đi mua. Kia bà nấu múc ca nước uống nha. Nha. Nó kiều dữ lắm. Không muốn mua cái này. Mã sát 300 em chốt cho anh Sơn Ngô Văn Sơn. Ờ anh Sơn Ngô Văn Sơn để lấy số điện thoại giúp em nghe anh Sơn Ngô Văn Sơn. Cái này rồi mời mua. Nè tặng cho cái này nha, lấy không anh? Lấy ok giúp em nha. Giờ lấy máy cắt bàn cứu không? Hàng này nha. Có máy cắt bàn không? Dạ có nha, máy cắt bàn em mới lên nãy đó nha. Giá là 1.2 triệu nha. Lưỡi 355.
Mã bộ 800 này pin còn xài được không? Không anh, pin bên em tất cả là mù nha anh. Chỉ là sạc em ghim lên đèn, máy hoạt động bình thường, pin là mù. Ờ anh Sơn, Ngô Văn Sơn, anh để lấy pin điện thoại giúp em nha. Tất cả đồ pin là về, ít khi nào mà còn sống lắm. Hên dữ lắm, 20 con đó, nó mới còn được con thôi. Hên đó, là mình làm cái số hên đó. Số hên thì... anh, dạ em tặng anh nha anh Sơn, Ngô Văn Sơn, anh để lấy số điện thoại giúp em nha anh. Em tặng cho anh con luôn là 3 con á. Anh đang ngồi ở ngoài đường hả anh? Vậy bên mình có pin hay không shop? Dạ không nha, cái đó anh về bên dạ. Thợ điện tử đó, người ta đóng pin cho anh nha anh. Con này em bán sát nha. Em bán sát nha, con này 250 nha. 250 nha, mã sát 25 nha. 250 nha, mã sát 25 nha. Bên em bán sát bán mù là em không bao sống bao chạy nha anh. Bán sát chỉ về là mấy anh cứu chữa nó nghiên cứu nha. Nói chứ... chung là anh gì anh đóng pin là anh xài ok á nha anh Quốc. Mà đa số máy pin này ít có hư lắm, mà tại nó em bán sát nha. Tại mấy cái này nó sâu quá, nó khó test á. Em bán sát luôn. 250 nha, lên mã sát. Dạ, em thấy bỏ hiếu à. 12V nha, khoan này khoan gì, khoan vít nha. 12V, sát 25 nha. Nãy hai tôi đi hiếu còn ngữ. Cho thùng bút về. Vậy nãy điện đoạn à. Tưởng nó là nó về, lần kia nó đi trả thùng mốt, thằng hai tôi like. Giúp cục nó chưa về. Chưa về, thấy gì đi lấy luôn, lần chưa, về, lần chưa đi. Chưa về, cứ ra đây, cứ tưởng nó đang rửa đồ á. Rồi muốn rồi, hết 2 triệu. Không hả? Trời. Năm rồi, hết 2 triệu, 2 triệu mấy. Thằng hai tôi hồi hộp, đi xe tới trung tâm về, nó bị giật cà tưng, quả xuống không thổi. Gặp xe đã chán chết chẳng bên không biết lấy sao. Dạ đúng rồi nghe anh Nguyễn Tích đâu? thiện gì đó à, toàn bộ điện bên em là điện xài điện 100 110 nghe anh Nguyễn Tích thiện. Chấm chấm bài giúp em ạ. À. Cái xác không hồn còn một con Makita. Con này nó quá mới anh ơi. Nhất nách. Nhất cái nách. À cái này nó chạy luôn cái bình nữa nha, chứ đừng nói pin nữa nha. Hay là. Chờ sớm em ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp à. Chờ anh Chí Quách. Con này nó còn mới nha. Để em test cho nó chạy không. Pin. Nè. Pin trời trời tức. Anh mua đi anh Toàn ơi, tức hơi đâu mà tức vậy. Anh nói là anh thích đồ điện, anh không thích đồ pin. Như nhịn tức. Đâu quẩy pin đi rồi thường. Đây con này nó gì nha, ngoại hình nó gì nha, 10.8V nha. Cục sạc đó nha. Còn rất mới luôn nha con này nó. Siêu mới, nhập quên xài. Nhập quên xài luôn nha. Nhập quên xài luôn. Ở cái hộp nó không là cũng xứng đáng đồng tiền nữa nha. Đây cái hộp nó gì nha. Dạ thấy anh nghe anh Hiếu. Cái hộp này là em bán cho 950 nha. 950 nha, lên mở hộp 95 nha. Máy còn rất mới nha, máy hoạt động bình thường nha. Cái bình là mù nha. Giờ này mấy giờ nữa? Sạc là ghim cũng lên đèn nha. Con này là 950 lên mở hộp 95 nha. Đây nó là đồ quá cổ. Cổ đời mà mới lắm anh ơi, nó còn mơ lắm. Giờ anh để dừng khoảng mười mấy năm nó là thành đồ cổ luôn đó. Kiếm cà nước uống rồi đó. Nước đây nè. 950 nha. Mua về nghiên cứu nha. Máy này hiệu Makita nha mọi người. Chờ anh nâng vỏ. Hiệu Makita nha. Quên xài lâu lắm rồi. Quên chức năng rồi. Anh Toàn cho anh hỏi chuyện có khó. Biết không? Biết mấy chức năng không? Biết sức không chờ. Máy mới, mới hơn cái chữ mới nữa.
nhìn không? Ba cái đó là thuốc kích thích cho lan ra qua. Lấy bình đâu mà lắm. Ê da, chị coi coi. Cái này lắp như chúng. Có một chức năng cái gì anh ơi, không thấy cái nút. Không biết nó có trốn ở đâu không thì em không biết. Chức năng mà trốn. Nặng quá nặng. Lấy bình đâu mà lắp. Ủa, cái ghế mua cái gì? Này bạn ơi, dữ lắm nè. Máy gì vậy shop? Máy nó máy gì? Máy khoan bê tông cái gì nha anh? Ờ, chia sẻ bài giúp em đi mọi người ơi. Máy đó máy khoan bê tông đó nha. Có vỡ. Chức năng. Kìa, anh Tí Khương đó là có chức năng vớt không vỡ nữa. Con này hiệu VOB nha. Con này 300k nha, khoan 2 chiều nha, khoan vít nha. 300k nha, lên mã đỏ 300 nha. Ủa bà không cái thằng nồi đang đi tặng nó. 300k nha, lên mã đỏ 300 nha, mã đỏ nha, lên đúng mã giúp em nha. Như mấy anh mà lên mã 300 á, không ai chốt theo á là em sẽ chốt cho mấy anh. Còn mà lên cái hộp đó. Mã đỏ 300 em chốt cho anh Lý Phạm Minh ạ. Anh nhìn cái gì vậy anh Toàn? Cái gì nói đây? Anh nhìn cái gì thì anh nói đây. Anh nói là anh nhìn cái hộp mấy ngày nay kìa, hộp nào? Hộp nào nói đây, hộp pin hả? Ồ. Anh nói là anh nhìn cái hộp màu xanh đó, ai giờ cái hộp máy pin nó thất vọng, anh tưởng nó là xài điện. Cái máy cắt cầm tay bằng Kino luôn nha, cây này là cắt lưỡi tới 18 rồi. Dạ anh su su su. Khoan bê tông pin bao nhiêu volt? 10 volt 8 nha anh, còn hai ấy nữa là 11 volt đó nha. Tự nhiên trả lời cái gì vậy em? Máy cắt tua chậm nha. Đây dạ, anh Hiếu ạ. Hiệu Hitachi nha. Đó, ngoại hình nó như vậy nè nha. Tất cả các loại máy bên em là không có vệ sinh lau chùi nha. Có sao là khui ra bán vậy nha. Bởi vì nhìn thấy nó ấy, chứ về mình lau mình chùi cái là mới chốc luôn. Con này là 600k nha. 600k nha, lên mã nặng 600 nha. 600k nha, lên mã nặng 600 nha. Mã nặng 600 nha. Mã nặng 600 nha. Thôi mệt. Lên cái máy thôi bụi đi cho khách coi cho. 500. Ủa sao nó kêu nè, còn kêu nè. Thì nó còn pin, nó còn nít. Ủa khoan bê tông 10.8V hả shop kìa. Dạ 10.8V nha anh. Có máy đánh bóng giống mã nặng không? Dạ không có à. Chào anh Phong Thuận. Ờ, hộp đó hàng độc thật. Còn mới lắm anh ơi, hộp đó mới có khoảng 89.5% á. Nó trọng nổ đó mấy người ơi, đừng tin nữa. Cái này thổi bụi nha, hoạt động bình thường nha. Nó chỉ như vậy nha, nó không có dòi, có mỏ gì hết trơn nha. Máy sạc nha, có chỉnh điều tốc nha. Y máy pin nha, con này là 500k nha. Có chiên vít ngon không? 500k nha, lên mã thổi 500 nha. 500k lên mã thổi 500. Máy thổi bụi cắm điện anh mà. Có máy chiên vít không? Tiền đó mà mua quần cho chủ shop nha anh. Có một chức năng hả shop? Dạ một chức năng nha anh. Máy đó một chức năng nha. Dạ chắc không nghỉ đó anh ơi. Hôm nay là em quyết tâm là like phi phi chút nghỉ. Em quá mỏi lưng rồi nè. Ngồi tối rồi nè.
Nói chung là hai vợ chồng em không có thời gian mà nghỉ luôn. Ngồi suốt ngày luôn, sáng mở mắt như là ngồi tốt khi mở 500. Cái nào? Mở 500 có bán thằng máy không? Dạ không có anh. Rồi có em đi tới đâu rồi? Ờ anh Phong Thuận ơi, để ngày mai em sẽ kiểm tra đơn hàng giúp mình nha anh Phong Thuận. Cái này hoạt động bình thường nha, dây bị thiếu chui nha. Còn cái mỏ này không biết nó làm gì hay là nó bị bể em không biết nha, nè mấy anh xem nha. Đó. Mà đâu thỉnh đời đâu, cũng thổi bình thường mà. Như thế, như ví dụ như là nó bể đi, mình cũng vẫn thổi được bình thường nha. Ngày mai em sẽ kiểm tra đơn hàng cho mọi người. Con nha. Này em bán cho 290 nha. Để lại dưới phần bình luận nha. 290 nha, lên mã thổi 29 nha. Hiệu Hitachi. Phải không ta? Không thấy hiệu nha anh, không biết phải Hitachi không nữa. Hitachi nè, dấu H, chữ H nè. Dấu tròn nữa. Hiệu Hitachi nha. 290 nha, lên mã thổi 29 nha. Phan Bót 18V có không? Dạ không có Phan Bót 18V nha. Máy ngon quá mà một chức năng ủng quá. À, cái đó mua về nghiên cứu anh. Máy còn hoạt động bình thường. Chào anh Hồ Quảng. Thổi 29 nè. Mã thổi 29 em chốt cho anh Tăng Lê. Con này trà nhám cái gung hoạt động bình thường nha. Con này là 300k nha. 300k nha, lên mã nhám 300 nha. 300k lên mã nhám 300. Mã nhám 300 nha. Nghiên cứu là ngu như kiến. Ngu kiến nó ngu lắm không mấy anh? Nó chui vô lỗ tai nó cắn rồi là nó ngu. Có máy xiết vô lông không? Không. Có máy xiết vô lông không? Con này test không được, cái chỗ này nó nhỏ quá, đút cái cây test vô không được. Đây cục pin nó gì nha. Đó mấy anh. Yeah. Máy một chức năng Nhật nó bỏ không dùng đó shop. Anh cho em một cặp phân vít hai màu chạy pin. Con này 12V nha, hiệu Ryobi nha. Con này là 400k nha, 400k nha. Ai lên mã xanh 440 nha. 400k mã xanh 40. Cái này chắc còn em nghĩ là chắc nó hoạt động bình thường á, em bao hoạt động bình thường đó. Để ngày mai ai có chốt chốt đi, ngày mai em Dạ không có nha anh Tăng Lê. Dưới chân á, dưới chân lên thôi chứ. Cái gì? Hay cái gì cái phăng pin á, vâng cái một cặp bắn vít màu chạy pin. Ở dưới chân. Sao anh thấy dưới chân hay vậy? Chắc hồi nãy anh coi xem like lại á. Anh xả like lên coi, nãy mình lên. Con này á đúng không anh? Bạch này nè anh. Cái này à, anh xem hai con bắn vít nữa hả? Đây nè anh. Đây nha. Trịnh Thiên Long. Hiệu Makita nha. Ba con này là thôi. 400. Ba con này em lấy cho 400 thôi. 400 nha, mã sát 400 nha.
400k nha, hiệu Makita ba con nha, mã sát 400, em bán sát nha. 300k, y 400k mã sát 400. Mã sát 400 nha. Hôm qua em đặt hàng. Anh biết cái shop nó gần shop em luôn hả anh Phong Thuận? Hôm qua em đặt hàng lớn shop kế bên chị. Con này 140 nha, bán sát nha, mã sát 14 nha. 140 nha, nó mắc than rồi nha. Hiệu Makita nha. 140 mã sát 14. Mã sát 14 nha, 140 nha. 140 nha, mã sát 14. Không, hồi nãy em mới 450k, giờ em giảm lại còn 400 nha anh Võ Hiếu. Em giảm lại 400 à. Mã xanh nếu có sạc chốt. Dạ. Mã xanh nếu có sạc chốt. Mã xanh nào? Không biết. Đó, cái mã xanh là 400 à. GUV. Không có sạc GUV đâu hết rồi. Thì giờ anh mua nó đi nào có sạc thì anh chốt sạc. Ok, hợp lý. Đoạn đang bán gì ta? Đoạn đang bán chẳng gì ta? Chào anh Nguyễn Úc ạ. À, cái hộp trên giá là máy gì đó? Ôi, tiền bên em mời quá. Ồ, Lính Nguyên ơi, anh thoát cho anh vô lại đi anh. Lên cưa rồi, nãy giờ không có lên cưa. Cái này sát 400 không ai chốt ha. Quá rẻ luôn không ai chốt trời. Ba con này về là mà ví dụ mình cũng tận dụng được hai con. Có nghe muội muội. Con nhỏ này kỳ cục quá à. Cái này hiệu gì em không biết nha. Con này em bán cho 350 nha. 350 nha, lên mã cưa 35 nha. Cái này lưỡi hai cái giống nhau dưới chân bàn là đâu còn cái nào đâu anh Ngô, anh Sơn, Ngô Văn Sơn. 350 nha, chắc hai cái này quá. Ờ. Chắc hai con màu cam, con màu xanh đúng không anh? Khác màu ý là cái này quá. Hai này đâu quá. Hai con này đúng không anh? Nhiêu? Nãy kêu 350. Bán nhiêu? 350. Hai con này 350k nha anh. Bán sát. Hai con này em bán sát. 350k lấy nô cơ giúp em nha anh Sơn, Ngô Văn Sơn. 350 nha, mã sát 35 nha. Em hơi kèo. Em hơi kèo. Cái này 350 nha, mã cưa 35 nha. Cái này mã sát 35 nha. Mua về sưu tầm nha. Sưu tầm. Sưu tầm vậy thôi. Nó vậy thôi. Nữa.
chấm chấm bài giúp em nha mọi người. Con này hiểu mà đắt nha, khoan một chiều nha. Con này là bán cho 190 thôi. 190 nha, mã khoan 19 nha. 190 nha, mã khoan 19 nha. Hồi chiều có hàng rồi sớt, nhưng chưa thấy bên sớt. Ồ, có nhân viên nào gọi cho anh không? Anh Võ Hiếu, em thấy trên... nó để trên máy em là... hôm nay giao hàng cho anh á. Có nhân viên nào gọi cho anh không? 190 nha, mã khoan 19 nha. Chị đang chia sẻ đây em gái ơi. Chưa nhận được thì mai em sẽ kiểm tra cho anh. Còn nếu nhận được rồi thì thôi. Mai đúng bán. Nó tên nó không ăn để không bao nó mới. Cái pin nó không chạy hả? Để sạc chút xíu đi test. Sạc pin chút xíu đi ha, test lại. Ồ, cưa đẹp quá. Để sạc chút á. Để em ta em sạc chút xíu đi rồi em test lại. Mở mù 500 lấy gì? Mở mù 500. Anh Võ Hiếu thì chắc anh đón nè. Đón mù 500 hay gì nè. Chưa lỏng. Đứt cầu chì vậy đó. Đứt cầu chì khỏi test thử. Mở mù 509 hả? Trời ơi. Người ơi, sao giả giáo vậy người ơi. Cái này bán sát nha. 130 nha, 130 nha, mã sát 13 nha. 130 nha, mã sát 13 nha. 130 mã sát 13. Đùi sáo đó gì? Rồi. Chết con chuột. 130 mã sát 13. Shop em không phải là shop Lê Đòn nha anh Phong Thuận. Viên nha, em viên nha. Lê Đòn viên, shop em viên nha. Em chào Điền Lĩnh Phúc Khoan ạ. Đùi sáo nữa gì ta? Dạ. Đùi sáo nữa gì? Đùi 600 nữa nhỉ? Dạ. Đùi 600. Không biết luôn. Đùi 600. Đâu có lên cái gì đâu, nó giỡn. Khoan một chiều nha, mà hai chức năng nha. Khoan này là 350 nha, còn rất mới nha.
hiệu Makita 350 nha, lên mã khoang 35 nha. Mã khoang 35, 350 lên mã khoang 35 nha. 350 nha, lên mã khoang 35. Đúng rồi đó, shop này là shop của ông Hòa. Còn shop của ông Đoàn cũng gần ở đây. Khoan 35 hình rồi. Mã khoan 35 em chốt cho anh Sóng Biển Đại Dương. Anh Sóng Biển Đại Dương để lấy số điện thoại giúp em nha anh. Như cái tên đẹp quá. Mã xanh 4, mã xanh 400 bán chưa nè. Chưa. Mã xanh 400 rồi nha, còn rồi nha. Dạ còn nha anh Hồng Hải. Xem. Tìm xem có con ở Bù Long Biên nào không. Dạ không nha. 2, 3, 5. Ba cái á. Dạ. Ba cái. Còn ba khác 400 còn nha anh, ba con nha anh. Khác 400 còn nha anh Hải, khác 400 còn ạ. Hai đáy điện chạy bao nhiêu? Dạ điện là điện 100/110 nha. Con Bu Long này là 700k nha, hiệu Makita nha, 700k nha, đầu 3/4 nha. Chào anh Phạm Kế Nam. 700k nha, đầu 3/4 nha. Ai lên mã OK 700 nha. Anh Sóng Biển Đại Dương để lấy số điện thoại giúp em nha, anh Sóng Biển Đại Dương. Ai mạng đứng thôi mọi người. Lên mã OK 700 nha. Lên mấy con hôm in lên cho anh Hải xem lại. Đây ba con này nè nha anh. Không có pin nha, máy không rồi nha. Con này bán mù bán sát nha. Bán sát nha. Nước suối rồi. 400 ngàn nha, ba con. Dạ đúng nha. Rồi ạ. À. Phân điện là điện 100/110 nha anh. Em có ghi dưới bài bình luận là điện 100/110. Lê Thị Dung. Em không phải là Lê Thị Dung nha anh. Lê Thị Dung là bà con dòng họ thôi chứ không phải là em không phải là Lê Thị Dung. Chốt ba con. Dạ em chốt mã. Mã sát 400 cho anh Hồng Hải ạ. À. Có máy nén hơi không có nghe anh Nguyễn Hoài Nam. Không có máy nén hơi ạ. À. Máy mài 125 Makita. Sát 400. Bu lông 1/2. Bu lông 1/2. Vậy anh không lấy nhà không. Dạ không có bu lông 1/2 nha. Dạ ok, anh Sóng Biển Đại Dương à, em sẽ xả con đó cho anh nha. Cái này 120 thấy nha. Em Võ Hiếu hả? 120 nha, mã sát 12 nha. Cái này bị nghiện đồ anh hả? 120 nha, mã sát 12 nha. 120. Con này 4.8 nha. Có bu lông 1/2 không? Dạ không nha. Mã này mã gì vậy? Mã sát 12. Mã sát 12 em chốt cho anh Sơn. Anh Sơn Ngô Văn Sơn. Thấy anh nhanh bỏ hiếu.
còn gấp mới nha, hiệu Ryobi nha. Khoan 1 chiều nha. Con này còn mới lắm nha, con này 290 nha. 290 nha, mã quyết 29 nha. 290 nha, lên mã quyết 29 nha. Xem máy khoan đinh vít. Khoan đinh cuộn á hả anh? Có khoan pin 14V không? Con này còn gấp mới luôn nha, mã quyết 29 nha. Con này là hiệu Ryobi. Hiệu Ryobi 210W, 100V. Nói là cho xem máy khoan đinh vít. Rồi một anh có khoan pin 14V không? Con này mã gì ạ? Quyết 29. Anh Ngọc vào anh lấy cái mã VIP 29. Anh ok giúp em nha, anh để lấy số điện thoại giúp em nha anh Ngọc vào. Anh Ngọc vào là thiếu anh quen ta. Không phải. Đẹp và rẻ quá. Dạ đợi em chút xíu nha anh Hồng Hải. Cảm ơn anh Ngọc vào ạ. Thấy anh Võ Hiếu ơi, con này đúng mới luôn nha. Dạ đúng rồi anh Sơn Lê Đinh. Mấy con này là Trung Quốc xuất Nhật nha, vẫn xài điện 110 nha, cũng như đồ là đồ Nhật nha, mà lắp ráp tại Trung Quốc nha. Em and em hả? Hiểu em and em. Lên máy bào rồi mà. Đúng hình lý. Ủa sao vậy ta? Con này 320 nha, 320 nha. Lên mã đẹp 32 nha. 320 nha, lên mã đẹp 32 nha. 320 nha. Và ổng bình thường nha. Quá mới luôn, cái này cũng như là nó chưa xài luôn á. Bữa hổm nó còn ở trong cái hộp luôn đó mà em bỏ cái hộp rồi. Dục cái hộp đi. Nó còn nằm ở trong cái bọc rồi, cái bọc nằm ở trong cái hộp luôn. Dục cái hộp ra Bình Dương trước, chủ xếp đi theo sau. 320 nha, mã đẹp 32 nha. Đứng hình miết ha mọi người. Cái kỳ vậy ta. Máy tạo kìa. Dạ anh Hải ơi, mấy cái con phân pin của anh là hai con 9,6V và một con 7,2V nha anh Hải. Không, anh hỏi là ba con phân pin đó là bao nhiêu volt. Mở cưa lọng mà mấy. Mở đẹp 32. Có máy phan dùng pin không? Máy phan dùng pin. Dùng pin. Máy cắt gạch có không? Máy cắt gạch. Cái này cái máy cắt gì mà dễ thương như ta? Toshiba nè. Cái máy này máy dễ thương á. Trời ơi, thả tim chi dữ vậy anh Toàn. Thả tim quá trời ha. Thả tim thả like quá trời ha. Con này nó bị cái lõi cò nha, nó bị cứng nha, làm như nó bị khô dầu á nè. Cái đồ hai chiều thì bật qua bật lại được nha. Có máy bu lông hơi. Con này 12V nha, con này khoan nè nha. Bu lông hơi mình còn không? Hết. Bu lông hơi còn. Em tạm hết nha anh Sóng Biển Đại Dương. Ờ anh Hải ơi. Con này em lấy cho. Nó bị lõi cò, cứng cò á nha. Okay, em báo trước nha. Nè em nói trên có lõi gì là em báo trên like rồi nha. Con này 350 nha, 350 nha, lên mã lõi 35 nha. 350 nha, máy pin nha. Mã lõi 35 nha, lõi cứng cò nha. Cứng cò em test không có được nha nên em bán lõi luôn nha. Chiến này là em gửi bên giao hàng nhanh nha anh Hải nên hàng của mình hôm nay yên tâm đi nha. Em nó nhanh hơn mọi khi nha anh.
350 nha, mã lõi 35. Không, anh đẹp trai. Anh đẹp trai có lên hàng nữa không? Có lên hàng nữa. Lên hàng nữa không? Anh đẹp trai sao đứng hoài vậy? Đang lên mà anh hiếu. Mã lõi 35 nha. Anh tại anh kêu anh là ảnh bằng anh đẹp trai nên anh bỡ ngỡ anh không muốn đi nữa. Loại nhỏ mà. Không có mấy hàng nha anh Nguyễn Linh. Có mấy fan dùng pin mà anh muốn là kiếm cái loại nhỏ chứ không phải là lớn làm gì. Có ai thì tự xử luôn. Nói nhầm bao ship luôn. Không bao ship được anh Hoàng Phạm ơi. Bao ship là đi Bình Dương liền đó nghe. Không bao ship nghe. Con này khoan cắt nha. Hiệu Hitachi nha. Con này nó bị băng dây điện ở đây nha. Con này em bán cho 270 thôi nha. 270 nha. Mã khoan 27 nha. 270 nha. Mã khoan 27. 270 nha. Mã khoan 27 nha. Dây điện cũng dài lắm nha. Siêu dài nha. Có máy cưa sách hiệu Makita không? Băng keo cũng 1-2 chỗ nha. Vậy. Có máy cưa sách hiệu Makita không? Không. Ờ máy con máy này là con máy máy cắt gì ta? Nó dễ thương, nó mini gì nè. Cái này là máy cắt gạch hiệu Toshiba. Ờ máy cắt gạch đó anh điện lệnh Hậu Hương. Anh điện lệnh Hậu Hương anh hỏi luôn nè. Anh hỏi là máy cắt gạch. Cắt gạch. Cưa xích hiệu Makita còn không? Dạ. Cưa xích hiệu Makita. Tạm thời chưa thấy nha. Tạm thời chưa thấy nha anh Hải. Máy cắt gạch. Không test thử mấy cái gạch hả? Lên đi. Chạy không thấy cái chui. Đưa đây đưa cái máy cầm cho. Toshiba nha, cắt gạch nha. Có đồ tết đừng gồng cười hoài. Con này ứa gan. 370 nha, 370 nha. Ai lên mã cắt gạch 37 nha. Cái này nó gắn cái lưỡi cắt một tấc nha, mà em độ cái này nó còn rộng lắm nha. Cái này chắc cắt lưỡi một tấc hai á. Cắt được cái lưỡi một tấc 105 nha. Tấc 15 á. 370 nha, lên mã cắt gạch 37. Mã cắt gạch 37 à. Gì? Mã cắt 37 em chốt cho anh điện lệnh Hậu Hương. Bị anh đầu móc phớt. Để nói cho nghe. Anh nói là mời chuẩn một tất cái tất nốt ông ơi. Con này nó bị thiếu cái chui nghe anh. Em quên báo anh nữa. Hồi đó ông học tới lớp 3 cô giáo đi lấy chồng anh ơi. Tìm cho anh một cái Makita nữa. Một cái máy cắt gạch hiệu Makita hả anh điện lạnh Hậu Hương. Makita hơi hiếm mà. Makita. Có cái độc Makita nè. Ông lãng người ta kiếm cương. Mấy cái gặp hiện Makita. Con này là Makita nha, hoạt động bình thường nha. Con này là 700k nha, 700k nha, lên mã độc 700 nha. Bảy trăm k nha, lên mã độc 700 nha, dây siêu dài nha.
700k lên mở độc 700. Có mấy mua lông hơi để cho anh nha. Ờ anh Sóng Biển Đại Dương ơi, anh cứ bấm nút theo dõi like nha anh. Anh xem like giúp em ạ. Anh Thiên Long, anh chốt cái mã độc 700, anh để lấy số điện thoại giúp em nha anh Thiên Long. Tại vì lý do là anh dặn em trên like nhưng mà em không có nhớ á. Em sợ em không nhớ á, mấy anh thông cảm mấy anh theo dõi like giúp em nha. Bà xong cái bảng ai dặn gì ghi số điện thoại cái tên đó rồi anh dặn máy máy A, máy B, máy C vậy đó. Máy A, máy B, máy C. Mình thi không để lấy số điện thoại giúp em nha. Nặng nữa trời. Đây nha. Cảm ơn Thiên Long ạ. À. Con máy này máy cắt gạch loại to nha. Cái này hiệu Makita này nha. Cái này lưỡi tầm 16 18 gì đó nha. Con này to nặng lắm nha nè. Cái này cắt anh Hải ơi, em thấy còn 3 đơn hàng của anh tới bưu cục rồi nha anh, mà sao em thấy sao shipper chưa gọi cho anh nữa hả? Con này nó cắt đá gì đó nha. Cắt gạch, cắt đá gì dính bụi nè. Cái này dính bụi nha, chứ không phải nó bị cũ nha. Về vệ sinh lại nha, con này là 600k nha. Còn máy phan pin nha. 600k nha. Thôi em sale luôn 500k nha. Ai lên mã nặng 500 nha. Nặng lắm nha. Em thấy là ba đơn hàng của anh là tới bưu cục cái chỗ của anh rồi đó. 500k nha, mã nặng 500 nha. Để ngày mai em kiểm tra rồi em gọi cho nhân viên kêu 500 nha. Kêu báo ngoài là chuyển gạch nha, hiệu giao hàng cho anh nhanh nha. 500k lên mã nặng 500. Mã nặng 500 à? Hiệu Makita. Còn được mấy cắt gạch hả? Ồ anh Điện Lạnh Hậu Hương cái con đó đúng không anh? Sale lại đi Bình Dương. Khách hiểu ý rồi sale đi Bình Dương. Có con câu nói hoài đúng không? Đây con này máy cưa mà nó gắn cái lưỡi cắt gạch nha, mà gắn cái lưỡi nhỏ nha. Có thắng luôn nha, nè nó gắn lưỡi cắt gạch mà lưỡi nhỏ nha, con này là lưỡi tới 165 nha. Đây còn rất mới nha, con này dính bụi nha, về mình vệ sinh lại nha, con này hiệu Hitachi có thắng luôn nha. Con này 450 nha. 450 nha, lên mã OK 45 nha. Mã OK 45 à? 450 lên mã OK 45. 450 nha, lên mã OK 45 nha. Mà OK 45 em chốt cho anh Trọng Trung. Anh Trọng Trung ơi, anh để lại số điện thoại giúp em nha anh Trọng Trung. Khoan một chiều nha. Con này là lưỡi 216 nha, cắt nhôm 45 độ nha. Y má ơi. Hiệu Hitachi. Con này em bán với giá là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2 nha, ai lên mã cắt nhôm 12 nha, hoạt động bình thường nha. 1 triệu 2, ai lên mã cắt nhôm 12. 1 triệu 2 nha, ai lên mã cắt nhôm 12 nha.
mạng nhảy múa mãi vậy sao? Mọi người xem có thấy cái mạng em bình thường không à? Trên cái điện thoại em giờ hiển thị 68 người xem. Chắc cái này là ảo quá. Còn một máy là 40 mấy người. Đứng nó ẹo rồi trời, sống nổi không? Máy bơm môi. Hôm nay kém, mạng hôm nay kém thôi. Mạng hơi mờ. 39 người, mạng ngon. Vì chắc một phần là do mạng của em, một phần là do mạng của mấy anh đang xem nữa. Thấy có 27. Sao nó tột queo dữ vậy chàng? 30 người xem. Cái điện thoại của em nó ngay 68 người xem, còn một bên thì 30 người xem. Có máy cưa không? Máy cưa gì anh? Quánh chết nghe Hiếu. Máy cưa gì anh Sơn Lê Đinh? Cái hộp này là 108 nha, 108 nha, mã hộp 18 nha. Hộp không nha. Hiệu Makita luôn nha. 108 nha. Mã hộp 18. Mã hộp 18 nha. Đây, còn đầy đủ phụ kiện nha. Tặng hộp. Tặng hộp Minh Toàn. Tặng là đi Bình Dương nha anh Hải. Đi Bình Dương kiếm anh Hoàng Thiên Long liền. Lên phân pin đi. Anh Hoàng Thiên Long mới nói đi ra đi, anh mở tiệc ăn mừng. Nói hai vợ chồng đi trốn nợ mà anh mở tiệc ăn mừng. Không xuống vũ khí hạt nhân rồi kìa. Hồi kiện vũ khí hạt nhân. Nó chơi vậy thôi anh ơi. Cái này cái đục bê tông nặng lắm nha. Vũ khí tai chi. Con này hiệu Makita nha. Cưa lỏng chưa có không? Có, để từ từ em lên. Con này hiệu Makita nha. Con này hoạt động bình thường nha. Con này còn cái hộp nha. Con này giá là nặng. Gắn vô. Cái này là cái gì ta? Keo hả? Con này là giá là 1 triệu nha. Ai lên lên mở hộp 1 triệu nha. Mở hộp số 1 nha. Nặng lắm nha. Con này còn cái mũi đục với còn cái tay cầm dặn vô bên hông đang cầm đó nha. Còn mũi đục luôn nha. Con này 1 triệu nha. Ai lên lên mở hộp số 1. Dịch hiệu Makita nha. Dịch xong mà đi Bình Dương cho chết. Cưa lộng đâu, vào hàng cũng bố. Cái đó là lên vũ khí hạt nhân á, nhỏ Hiếu. Cái đó là cưa lộng nè. Cưa này còn mới lắm nha. Cưa này là hàng mới luôn, hàng trong hộp luôn. Hoạt động bình thường nha. Cưa này là 330 nha. 300 nè. 320 nha. 320 nha. Lên mã cưa lộng 32 nha. 320 nha. Cái này là Trung Quốc xuất Nhật nha. Đầu mà còn rất mới nha. Cái con này là hôm bữa trong em khui hộp cho luôn. Còn trong hộp luôn á nha. Trung Quốc xuất Nhật nha. Vẫn là đầu Nhật nha. Xài điện 110 nha. Con này là chưa sử dụng luôn. Con này là con mới luôn. Nó gáp bên Trung Quốc đó nha. Nó gáp bên công ty... Công ty của Campuchia. Chốt 330. Hồi nãy bán 320 à? Đi Bình Dương liền nghe anh Phương Lê. Anh chốt 230. Đi Bình Dương liền. Đi Bình Dương liền á. Máy gạo kia kìa. Máy gạo kia kìa.
Trời mưa buồn thế. Con này nó hơi bị tạch tạch than ở đây nha, về mấy anh tháo ra chỉnh lại nha, con này nó hơi vậy, nó vậy nè nha. Với dây điện nó hơi bị băng nha. Con này em bán cho 430 thôi nha. 430 nha, lên mã. Cái này hiệu Shin Daiwa nha, cái này cắt gạch nha. 430 nha, lên mã 43 nha. Trời ơi, khen hoài đèn ơi. Mất tập trung nha mọi người, đừng ai khen không nữa nha. 430 nha, lên mã 43. Mã 43 nha. Đừng ai khen ông chủ hết nghe không? Có lưỡi không à? Có lưỡi nha anh Phương Lê. Nó hơi bị tạch than sơ đít tới giờ mình tháo. Mã cưa lộng 32 em chốt cho anh Thái Dọn Việt. Anh Thái Dọn Việt anh có, em có số điện thoại của anh đúng không anh? Quá nhiều khách em không nhớ luôn. Con này 208 nha, 208 nha, lên mã cam 28 nha. Hiệu Hitachi nha, 208 lên mã cam 28. 208 nha, lên mã cam 28 nha, hoạt động bình thường nha. 208 nha, lên mã cam 28 nha. Mà hỏi có người chốt thì anh mà hỏi là có người chốt thì sử dụng được một con trên mình. 208 nha, lên mã cam 28, hoạt động bình thường nha. Dạ ok anh Thành Lê à. Rồi. Dạ ngày mai em sẽ kết bạn với anh nha anh Thành Lê. Không thì em có số điện thoại dưới bài ghim chỗ hàng xe Nhật Bãi, có số điện thoại Zalo của em, anh cứ vô anh kết bạn đi nghe anh Thành Lê. Lên phan pin đi hả? Con này hiệu Hitachi nha. Con này 609 nha. 609 nha, lên mã. Ok 69 nha. Con này 609 nha, lên mã ok 69 nha. 609 nha, lên mã ok 69. Dây cũng siêu dài nha. Mã cưa 32. Ờ mã cưa lộng 32 em chốt cho anh đó anh Thái Dọn Việt. Cưa lộng 32 em chốt cho anh đó anh. Lên phan bê tông. Phan bê tông đi. Phan bê tông đó đó. Phan bê tông đó đó đi. Con này hiệu Makita nha. Con này là 500k nha. 500k nha, lên mã xích 500 nha. Dây cũng siêu dài nha. 500k lên mã xích 500 nha, nặng lắm nha. 500k lên mã xích 500.
Ok 400 là gì trời? Ok 400 là gì vậy anh Võ Hiếu? Khoan bê tông. Cái này khoan bê tông nha, 10 won 8 nha. Cái này còn gắt mới nha, hoạt động bình thường nha. Nó xích 500 à. Cái này hoạt động bình thường nha. Con này pin là màu nha, nó nguyên cái bình luôn đó nha. Con này bán cho em xe cho còn 900 nha. 900k nha, lên mã. Lên mã hộp 900 nha. Cảm ơn anh Đức Dũng ạ. 900k nha, lên mã hộp 900 nha. Mã hộp 900. 10 won 8 khoan bê tông. Hoạt động bình thường. Pin là màu, sạc là ghim lên điện nha. Ghim lên đèn nha, 900k nha, lên mở hộp 900 nha. Con này hoạt động bình thường nha, cái đó con khoan bê tông pin. Cái này hoạt động bình thường nha, con này xài gì em không biết nha, hiệu Makita nha. Con này em bán cho 350 nha, 350 nha, lên mã hộp 35 nha. 350 lên mã hộp 35 nha. Đi điện đi điện đây này. 350 lên mã hộp 35 nha. Không nha anh Thành Lê. Con này em không biết nó xài cho cái gì. Có hai đứa không đủ ăn. Bán thí luôn. Mướn cu ly. Tiền đâu mà trả. Cho anh xem lại, cho xem lại má hộp đi. Má hộp Makita. Má vừa sắp đi á hả? Makita một chức năng á. Phong bê tông á. Không có ghim nước anh Đức Dũng. Anh nói vậy nó còn mới lắm nha anh, mới 90% á, hoạt động bình thường nha, hiệu Makita nha, máy pin sạc, pin là mù nha, máy là hoạt động bình thường nha, sạc là kim nó lên đèn nha, nặng ghê trước. Cưa này là cái lưỡi cắt gạch nha. Có thắng nha, hoạt động bình thường nha. Con này 450 nha, hiệu Hitachi. Cái này là lưỡi 18-19 nha, 185 nha, lưỡi 185 nha. Con này là 450 nha, lên mã cưa 45 nha. 450 lên mã cưa 45. 450 nha, mã cưa 45 nha. Dạ ok anh Hồng Hải ạ. Test cho nó cho chị ta. Nay test. Hoạt động bình thường nha, nó xài cái bình luôn đó nha, chứ không phải cục pin nha. Khoan 2 chiều 2 chức năng nha. Khoan thường và khoan búa nha. Nha. Có nấm chỉnh điều tóc luôn nha. Con này là 303 nha. 303 nha, lên mã khoan 33 nha.
330 lên Bảo Phan 33. Chào anh Nguyễn Tùng ạ. 330 nha, lên Bảo Phan 33 nha. Một bộ sưu tập máy. Con này hiệu Hitachi nha, hoạt động bình thường nhé. Con này là 300k nha, 300k lên mã OK 300. 300k nha, lên mã OK 300 nha. 300k nha. Đó là 3 nữa nè. Dạ. 30. Dạ tất cả đầu điện bên em là xài điện 100 110 hết nha. 40 con vừa pin vừa điện. Mua 40 con. Mã 33 em chốt cho anh Trần Nam. Anh Trần Nam để lấy số điện thoại giúp em nha anh Trần Nam. Con Makita bê tông đó 500k thôi. Đúng, tốn lắm. Dạ không được anh Đức Dững. Dạ không có máy mài xài điện 220V nha anh. Con này 190 nha, hiệu Ryobi nha, một chiều nha. Không bình thường nha. Trần Nam à. 190 nha, lên mã OK 19 nha. 190 nha, lên mã OK 19. 190 nha, lên mã OK 19 nha. Anh nói là con pin bê tông Makita bán 500 thôi. Nó không có được. Chiếc khăn nha, khăn thường và khăn búa nha. Trời, cái hộp còn đâm viên đạn. Cái này nói gì? Con này khoan một chiều mà hai chức năng nha. Con này là 350 nha, còn gắt mới nha, hiệu Makita nha. 350 nha, lên mã khoan 35 nha. Cho xem cái khoan bê tông Makita lại. Nguyễn Tùng 350 nha, lên mở khoan 35 nha. Mở khoan 35 nha. Con này khoan bu lông điện nha, 2 chiều nha. Con này 2 chiều hiệu Makita nha. Con này ngoại hình nó như vậy nè nha. Con này 700k nha. 700k nha, lên mã bu lông 700. 700k lên mã bu lông 700, đầu 3 phần 4. Lên con này lãi hả? Ừ. Sách tới bu vậy. Qua. Để đây đi không chịu, sách tới Mỹ. Này để đâu vậy? Đây là nha anh. Cục pin đó nha, pin nó là mù nha. Đó, nó gì đó. Pin là mù nha, còn cục sạc nữa nè nha. Đây cục sạc cái gì nè nha. Còn mới lắm nha, còn đẹp dữ dằn luôn.
mới phân 98%. Bình thường nha, pin là màu nha, sạc ghim lên đèn nha. Trời, dưới đó đi, mình đi đi đâu. Con này là 900k nha. Lên mã hộp 900. Mã hộp 900 nha. Chờ anh Hậu Nguyên Văn. Tôi xem kỹ là cái máy gì 350k Makita mà anh nói không biết làm gì đó. Mã hộp 900 giúp cho anh Hồng Hải. Cho xem kỹ cái tem. Là cái con gì mà bắn cái gì mà cái cũng cái hộp luôn mà 300 á, cái hộp nhẹ đằng đó đó. 350 Đây nè anh, cái hộp này 350, có máy còn quá mới luôn. Nè anh, test thử đi, đi đây. Test thử đi. Gửi nha, ai lên lên mở hộp 35 nha. Mở hộp 35. Mở hộp 35 nha, còn gấp mới luôn nha. Ở cán đó, ở cán có đảo chiều luôn đó. Dạ thì có đảo chiều ở đây nè nha. Đây nè. Có cái nút đây nè. Nút thật cao gì đó. Không biết, em không gạch. Bán cho anh 350, có cái hộp không? Hỏi cái hộp không cũng hết. Kéo ra lại coi cái mũi vít này coi. Đây là cái mũi vít nè. Máy gì vậy? Ờ máy này là máy gì vậy anh Toàn? Máy hộp 35 em chốt cho anh An Bùi. Cái gì mà hạ nhẹ hướng nè đại ca, đại ca hạ nhẹ nữa kìa. Rồi, cái hộp này, nói cái hộp này em bán 100 mấy, tính ra cái máy cũng đâu có nhiêu tiền đâu. Cái hộp là em bán 100 mấy nữa. Bắn vít thật cao. Đây con này con máy mài tua chậm rồi nha. Mài ấy ấy lưỡi cầm tay này nha. Con này ấy lưỡi 1.8 á nha. Tua chậm nha. Hiệu Hitachi nha, hoạt động bình thường nha. Con này là 600k nha. Hộp 35 nha, anh Dung Lê anh chốt, anh dự bị cho anh. Em dự bị má hộp 35 cho anh Dung Lê. Cái này là 600k nha, ai lên lên mã nặng 600 nha. Mã nặng 600 nha. Hiệu Hitachi. Chạy yên gung luôn. Mày con trâu. Mày sừng, mày con trâu à. Anh nói là mày con trâu. Con này cái máy đọt cái gì nè nha. Xanh 400 là máy khoan hả? Đột cắt tôn, máy xếp bu lông pin. Mã xanh 400 là con nào ta? Đúng rồi. Cái này mã khoan 35.
Con này là dạ ok anh Dung Lê, à, em dự bị cái con đó cho anh Dung Lê. Con này là 480 nha. 480 nha, mã nặng 48 nha. 480 mã nặng 48 có, nha. Có siết bu lông pin không? Khách hỏi. Dạ không nha. Không có siết bu lông pin nha anh Trần Quang Đạt. Hoạt động bình thường nha, 480 nha, mã nặng 48 nha. Mã nặng 48. Con này cái máy cắt nhôm nha. Thôi đẹp quá không? Máy hiệu bà lách. Con này cái máy cắt nhôm hiệu bà lách nha. Con này là 400 nữa nè ta. 400k nha. Con này 400k nha. Con máy này còn đẹp lắm nha. Nó xanh 400 nữa ta. Mã xanh 400 là cái gì hả? Xanh 400 là cái gì anh? Qua mã lâu lắm cái gì mà. Mã xanh 400 là cái gì hả anh Phương Lê? Cái này 400k nha, mã ok 400 nha. Cái này cái lưỡi cắt nhôm cái gì á. Mã xanh 400 nãy giờ chắc không chốt rồi. Mã xanh 400 hình như là ba con khoan sát cái gì á. Phải đâu, nó nhiều mã nãy giờ. Ba con sát mới khoan. Xanh 400 là cái gì anh nhắc lại. Anh hỏi là xanh 400 là cái máy gì, hỏi mình vậy đó. Giờ mình hỏi ngược lên cũng như sao. Cái máy người ta chốt rồi đó, mình máy cũng 350 đó. Mã xanh 400 là máy gì vậy? À là cái máy hồi nãy đó. Lúc đầu mình kêu 400 cho mình giảm 350. Đó nè. Máy cái thùng mới vừa ấy đó. Ồ, hình như cái đó là mấy ảnh nói là máy bắn vít thạch cao á anh Phương Lê. Có người chốt rồi mà cái má hộp đúng không anh? Cái má hộp đó là máy bắn vít thạch cao. Ờ, em có một con đội cá sấu. Đợi cái sóng màu đỏ. Cái này em ghim điện nó nhúc nhích mà sao nó không chạy nha. Cái này nó bị kẹt than cái gì nha. Con này em bán lỗi cho nha, 200k nha. 200k nha, mã lỗi 200 nha. Đây, 200k nha, mã lỗi 200 hiệu Makita nha. Em ghim vô cái nó bị dính than cái gì nó ấy điện nha. Đây một con đỡ cá sấu nha. Con này là 700k nha. Không phải là phân pin đó. Con phân pin là 400. À đây nè. 700k nha, mã đỏ 700 nha, đổi cá sấu nha. Đây con này nè. Đây con này 400 nè anh. Anh hỏi là cái máy nó máy gì? Máy khoan nha. 7 cấp trượt, 1 cấp khoan. Con này là 400k nha, mã 400. Có sạc không? Dạ không có sạc.
Dạ không có sạc nha anh Phương ơi. Đẹp. Mã đẹp. Mã gì mà mã đẹp. Em hẹn mấy anh 6 giờ ngày mai nha. Hôm nay em xin nghỉ sớm một bữa nha. Mỏi lưng quá mấy anh ơi. Mỏi lưng nè. Cảm ơn mấy anh đã ủng hộ shop à. Chào tạm biệt mấy anh nha.